Rồi, có nó màn hình của VS rồi, của Handy. Cặp đấu ở đây là đầm lầy và rồng đen. Ở bản P này có Alama khá là bá. Đầm lầy thì không có nhiều thay đổi vì đầm lầy không có tướng quá bá đạo như ở bên kia. Thật ra là vì Alama nó cũng không phải bá quá ở những template thường, là template này thì nó có một cái phép mà bị ban, nó là hồi sinh. Nó là tướng duy nhất trong này có phép hồi sinh. Chưa dung rồi. Ở cái danh thấp này thì mình luôn sẽ hỗ trợ các bạn là một lần free ban. Thực tế thì các giải đấu thì người ta sẽ không có free ban. Thành xương và thiên thần. Thành xương thì thiên thần này thì không có tướng đặc biệt quá. Thành xương thì như có gan than. Bản này bản P này như có gan than thì phải. 2000 đã được đưa ra thì thiên thần có lẽ sẽ được ưu tiên hơn thành xương một chút. Trừ Necro. Rồi, thế là mỗi bên có một ban rồng vàng và thiên thần, bây giờ là cặp đấu của liên minh rồi. Ở bản P này thì Eivor vẫn là một lựa chọn rất là tốt. Tuy nhiên cái việc mà bóc Pegasi ở bản P này nhiều thì Iris cũng là một lựa chọn không hề tồi. Đây là màn hình của West, chúng ta sang bên Tùng một chút. Xem kiểm tra độ phân giải nhưng mà hơi mờ hơn một chút bởi vì bên bạn Handy đang live ở trên Bilibili. Một ứng dụng livestream ở bên Trung Quốc. Hiện tại bên đấy bạn cũng có một caster đang cast cái trận đấu của bạn ấy ở bên Trung Quốc. Hình như Tùng hỏi cast thêm không thì chúng ta nói không nhá, bởi vì là Chuyên là trước cuộc chờ. ban cho được từ giải nào cũng được cuộc ban thế. Để chấp nhận phải chơi thôi, chấp nhận phải chơi thôi, chúng ta chỉ hỗ trợ một lần free ban thôi mà phải làm quen dần thôi, đến khi nào mà anh em đến danh cao hơn từ 500 trở lên thì chắc chắn không thể được ban và chúng ta buộc phải chơi tất cả các thành mà chúng ta chơi. Bây giờ chúng ta vẫn danh thấp và có một số thành chúng ta vẫn đang chưa thuận tay, nên là việc chính vì thỉnh thoảng rơi vào một số thành nào chúng ta cũng bị thua rất là nhiều. Cho nên mình vẫn hỗ trợ anh em một lần free ban thôi. Hiện tại giá lấy thành đã được đưa ra là 2.500 cho thành thiên thần rồi. Handy đã lấy thành thiên thần rồi. Bây giờ Tùng thì có 2.500 vốn để có thể mà đẩy cái mức tiền lên lấy cờ đỏ. Và nếu như mà Handy tiếp tục đẩy lên ở mức giá thuận lợi khoảng 1.500 nữa thì vẫn có thể là nhường cờ đỏ cũng được, bởi vì 4.000 với thành thiên thần thì Handy đã quyết định nhả rồi. Tùng được cờ đỏ và Handy được cờ xanh, thiên thần và ADID, một lựa chọn rất là quen thuộc. IDD thì là một tướng phép cho nên là việc đảm bảo lên đất gió sớm từ đầu cũng khá là ổn, và cái việc mà lên nước cũng khá là tốt chứ không cần phải tốn quá nhiều tiền để mua phép ở trong thành sớm. Thành thiên thần thì nên cố gắng lấy được nhiều tiền để có thể build thiên thần. Em lựa chọn của thành thiên thần. Ngoài ra thì tướng phép của thành này rất mạnh và con IDD có một cái ưu điểm là nó chỉ có Wisdom lúc đầu thôi, nó còn đến 7 slot để lên skin lựa chọn những skin đẹp. Bài mê này thì là ngựa up, Centaur up. Bản P này thì khá nhiều của Rolex nha. Ivor là một lựa chọn hợp lý. Nhưng Ivor đánh không lại lại không đa dạng được bằng Aris. Aris có thể dựa vào Pegasi cận chiến và ngựa, mà Ivor thì từng chiến thì phụ thuộc vào cung nhiều. Nhưng mà nếu để đánh câu lết thì Ivor mạnh hơn Aris. Điều đương nhiên, từng chiến. Chúng ta sang bên bunker của bên Handy xem nha. Bunker cũng rất là gọn, có thể như cái bóc thì hơi xấu. IDD bóc hơi xấu, mỏ đá thì có thể bỏ qua được. Nhưng bóc thì ở tận bên trên, có lẽ vẫn phải dùng muốn xem nào hiện tại. Tùng đã quyết định Được. là restart rồi. Bằng cơ của em đi em nghĩ vẫn đẹp. Thật ra là bunker của Handy đẹp cũng đẹp, chỉ có mỗi cái bóc thôi, thì thật ra là với cái tượng phép từ đầu của AD có thể lên ăn xong hồi thành luôn, không đi thẳng một mạch luôn cũng được. Cung
Cái tiền tố rất là quan trọng để có thể đánh được mỏ thiên thần sớm. Cơ định đẹp. Ăn cung, ăn xuống mỏ gỗ, xong đi vòng một vòng sau bên trái, ăn giếng có thể đi luôn, hợp lý. Ăn cơ cũng khá là ổn, cự ly các yếu tố đều gần. Đi đúng một vòng luôn đấy. Đi đúng một vòng, nhưng vòng này ở bản P này thì cái vòng đấy nó vẫn bé hơn so với bản Q. Một bản bị cho là bản phải nói là khá chốc cho các tương chiến, sang băng cơ của bên Tùng xem như là cung chưa áp, số lượng rất là đông, rất lợi thế. Cung thì có lẽ sẽ lấy khi đi luôn, bây giờ tranh thủ ăn giấy ăn mỏ gỗ. Rồi thế là đã hai bên đã quyết định chọn luôn cái này rồi. Hình như là bên Handy vẫn còn một lần 11 nữa, nhưng mà cái băng cơ cũng không đến nỗi quá tồi, băng cơ khá là ổn, thế cho nên là quyết định lấy luôn, tránh cái trường hợp mà reset lại ra băng cơ xấu hơn. Cung là một cái đạo quân khá là ổn để có thể đánh mỏ rồi, không cần thiết phải restart. Ivor thì nên ngủ luôn ở trong đấy, ăn cũng một cục vàng ngủ luôn, bởi vì cung có tốc độ cao hơn ngựa, cũng là hơn một speed thôi, nhưng ăn được thêm cục vàng. Ngủ ở mỏ vứt ngựa lại thì ngày mai vẫn được thêm một speed đấy, bù lại cho speed hôm nay, nhưng mà ngủ mỏ vàng thì lấy thêm được cục vàng bên cạnh nữa. Ta nên xem cái băng cơ của bên Apaime bên Tùng xem nha. Được mỏ cung ngay ở gần, và có hai cái creep ở gần, creep ở bên dưới thì hơi ngược tí, em ra không ăn thì creep trên có lẽ sẽ ăn để lấy ít tiền nữa. Gỗ đá này loanh quanh ngày mai có thể mua được đất gió luôn, nếu như nhặt hai thêm hai cục tiền lẻ nữa. Nếu mà tiện thì có lẽ mình nghĩ nên Tùng lên lấy luôn đất gió thì rất là ổn, sau đỡ phải quay lại, và nếu có đất gió sớm thì đi rất là nhanh. Vậy là băng cơ này, Biome này cũng tạm đẹp, chúng ta sang bên Handy chút xem nào. Handy lên rồi, à cũng chưa lên, vậy bây giờ mới ăn mắt để mở lên cái thông tin trên Biome và Middle. Một bên là Titan, một bên kia chắc là không biết là rồng đen hay xương, nhưng khi nhìn Handy thì ngủ rồi, quyết định là bỏ qua clip. Có lẽ chỉ đủ hỏa lực và thành thôi, thực ra thì hình như Tùng vừa đo thẳng đến cửa thành chỗ gần thì phải, không phải 6 mana. Thường thì mọi người sẽ xếp cung ở dưới, nhưng ở cái thành rồng vàng này cũng cái nhược điểm là con ngựa là hai thân, nếu xếp ở bên dưới nhiều khi địa hình xấu ở con hai con ngựa, những con ngựa lẻ bên trên nó không xuống bo được. Nhưng thành rồng vàng thường có lối xếp cung hơi ngược một chút là sẽ xếp cung trên cùng. Hai bóc ngay gần, bách sư tử khả năng sẽ là Pegasi, hoặc khả năng sẽ Pegasi khi canh cả mỏ cây nữa, cũng khá là ổn. Có bóc hai con bóc phan gà gần, mình sẽ là bóc cung. cũng có thể ma cây bóc Pegasi rồi. Medusa cũng có khả năng là nếu mà lót thì vẫn có khả năng ra cung, vẫn có khả năng. Bây giờ sang bên BLM của Handy, Handy hôm nay mới lên được mặt đất và lấy thành rồi, thành rồng vàng hết lực. Một cái Redwood có thể mở mặt đất, hiện tại chắc là đường bên đấy là đường sang thành chim lửa, có lẽ sẽ ở bên trên. Ồ, vẫn đủ nha, vẫn kịp về thành, có một cái bóc rất là gần, tuy rằng chưa nhìn thấy rõ quái canh, nhưng khả năng là nếu có bóc cung có thể ngon, nhưng mà hình như là ba lách canh thì phải, nếu mình nhìn không lầm, nếu ba lách canh khả năng vẫn có cung. Một mỏ Naga thì value rơi vật ở bản này thì nó sẽ bị đẩy lên là hình như là 2.000 thì phải. Ta thử xem cái bóc kia là bóc gì, nếu mà bóc cung thì rất là mạnh. Hiện tại gỗ đá và tiền đủ để áp cung luôn trên mặt đất này. Nếu ba lách thì dễ đánh, nhưng mình nhìn không lầm, như hình như là con Simen, không biết là Simen hay là ba lách, nhìn thấy kiếm không? Nhưng mà khả năng cao là ba lách. Một áo cộng 4 pao, một cái bóc kia là bóc xỉa rồi, chôn canh thì chắc chắn nó chỉ có xỉa thôi. Xem bên Tùng, xem Tùng đang đánh gì, mỏ lùn, xách gió luôn trong đất. À, một cái giếng cũng khá là đẹp, nhìn thấy hot con cung, hot cái Medusa. Khả năng là 40 cung đồng. Không có 40 mấy cung có đồng hot Medusa.
Ông bóc Xe về máy bóc đi xe bóc máy. về bách Bên bóc đấy đấy có ông 10 đi 19 con hình như mình nhìn thấy hot phải không? hot ở cái con cái xích gió anh ạ. Thế à? Anh nhìn con cung hình như con canh không biết là có hình như anh nhìn nhờ có phải hot không? Bây giờ Có thì có bách ra chấp có không? cho ra có bách rồi anh ạ. Bên Bách còn dưới nêu đúng sao là ba lách và lót lót này thì chưa chắc đã có thể là cung thì canh cả, nhưng mà anh nghĩ là cung cao á, lót nó khá dao động nhưng có khả năng vẫn là cung. Tùng sẽ đánh con này, tranh thủ Tùng đánh thì chúng ta sẽ không phải chọn xem bên cung thật đấy. handy 30 bên handy như nào. Tiếp tục đánh mỏ im lấy ít tiền. Bên dưới thì nhìn thấy hai cái bóc cũng khá là ổn, một quái canh hai bóc. Bóc Medusa chưa đánh ngay về hot, anh nghĩ là hot đấy. Nếu mà tầm lót với pách thì có thể đánh được rồi, khi có 34 cung đồng có thể là hot nhưng chưa đánh ngay được. Nếu mà hot thì khả năng cao là cung 40 cung chưa up. VND vẫn đang đánh đám ba lách này, 8 nhân 6 48, 48 con ba lách cung, mà có khi thậm chí có thể là Pegasi. Nhưng Pegasi là một mon mà có AI value khá cao nên khả năng là cung 40 cung chưa up. Đất luôn. À Green quên, bên này là có lại vàng, mình bị nhầm với bên kia lấy cơ. Bên kia mới là dòng vàng, cứ mãi nghĩ. Mon 3 đúng là mon 3. Nếu mà dòng vàng thì sẽ là cung. cho Bên Griffin này nó thì cũng được cung không? cung gỗ của nó sẽ là 60 con chưa up và 40 con up rồi thì phải. Cũng có đáp rồi, xong xem Sang bên thôi Hanbi với cho à sang con bên Tùng một chút xem nào. Một nhìn thấy mấy bóc cũng khá là đẹp. Một bóc Pegasim, bóc cung khả năng cao thế gần thành chính. Có quyển sách gió là Lost Medusa, thế vậy thì cái bóc kia là Hot Medusa rồi, khả năng là 40 cung đồng chưa up. Và đây thì ngựa ngựa này chắc cũng hot thôi. Một mỏ ma cây và hai bóc này thì chắc là hot thôi. Hot này tính ra là nếu với cái lượng 33 cung và cung đồng up này thì vẫn có thể đánh được luôn trong ngày mai. 34 cung đồng và 5 Pegasi vẫn có thể đánh được luôn trong ngày mai, nhưng phải tách Pegasi ra. Bởi vì con ngựa này tốc của nó là tốc 7, trên đất này thì nó ngang với con Centaur, trên Centaur không có khả năng dẫn dụ được. Nếu chấp nhận được 5 hy sinh 5 con kia thì vẫn có năng đánh được. Tốt nhất là mỗi vứt 7 con cung lẻ ở nhà thôi. Mang vào thì bo nó khó hơn là chỉ tổ chết thôi. Bên dưới lại có cung đồng nữa. Hot. Có lẽ nên vứt 7 con cung lẻ thành nó bo cho dễ và tách Pegasi ra là đánh rất là dễ. Pegasi trên đất này tốc 9. 50 con. Có thể đến không, con này chắc hai bóc quẹt phải tầm 6 hơn 60 gần 70 con thôi. Nhưng không cao quá được bởi vì hai bóc quẹt khả năng là bóc ngựa, Bóc ngựa với bóc bóc ngựa cung. với cung thì cũng chưa biết được, bởi canh cả mỏ ma cây, hai bóc một mỏ ma cây Nghĩ bóc xem ngựa luôn rất là luôn nữa. Tùng thật ra Ngựa bóc đang đang khá cẩn thận, đánh giải phải chắc đang tay đánh nhé. chắc, đang đánh chắc hơn, là không dám mạo hiểm đánh bởi vì hot có thể dao động trong nghề đến 99, từ 50 đến 9. Nhưng mà dù sao con Nomad vẫn chỉ ở mon 3, mon 3 canh hai bóc thì có thể chỉ là hai bóc mon 1 thôi. Thì số lượng nó để mà tương ứng thì có thể rơi vào tầm từ 50 đến 70 là căng. Trong Cái trường bảng hợp con người nó đi nhanh ạ. ngựa thì Nomad tốc 7 trên đất này thì tách Pegasi ra thể bù lại được hai bóc khá chất lượng. Hai bóc thịt dày có thể là tiền tố đánh bóc sư tử bên trên. Thì bạn cách ạ. Bóc sư tử có Pegasi thì dễ đánh được góc bóc Medusa, nói chung là cái gì cũng phải có bóc tiền tố. Chúng ta sẽ quay sang Handy một chút xem sao. Hiện tại Handy cũng đã đánh nhà lùn rồi, đang quẩy nhà lùn và có bóc di lót canh cùng với nhà rồng. Thư viện thì cũng đã thấy rồi, bên trên một đỏ cá banh và cầu đất. Cục Kistan chưa được ăn, tức là ăn cũng thêm một con lích ở chỗ kia rồi. Hiện tại đang có 8 con lích thoải mái bay nhảy, và quan trọng là ngày mai lấy thêm đất gió nữa thì đảm bảo cho di chuyển trên map cũng khá là ổn. Hôm nay 121 Nhiều nhiều mỏ tiền đấy chứ, thành tiên thân là nhiều mỏ tiền xung quanh. đúng rồi, thế mỏ Naga banh là thấy ngon rồi, tinh thần cứ thế Naga banh là mừng rồi. Quay lại bên Tùng một chút xíu xem còn Tùng đánh Tùng đánh mỏ rồng ấy, scouting luôn rồi, đất và scouting, tất nhiên là scouting rồi, đất thì có lợi ở về thành nhưng mà scouting thì nên lấy, không có gì đảm bảo scouting sẽ lên lần thứ hai, thôi cứ ưu tiên scouting vậy. Bên này cũng thấy thư viện rồi, thư viện tiện đường đi break thì lấy thôi. Thật ra là Cũng một định hai view một, mình nghĩ là Tùng vẫn có thể đánh được bóc con kia, con Nomad. Có thể là một bóc cùng lắm là một bóc ngựa, một bóc cung là cao nhất thì có thể lên đến 80 con Nomad.
Rồi thì thêm con thí rồi, nhưng mà nên mất 7 con cung lại thôi. 7 con cung gây đam thì không đau, nhưng bo chỉ để mất. Nếu là hai bóc luôn rồi. Khó lắm, bây giờ có 19 nhân 5. Gần như trong Wow. con cùng vậy. Thực sự là rất là mạnh nha, hai bóc này rất là ngon nha. Nếu mà thắng được trận này thì phải nói là rất là ngon. Nhưng mà nên tách Legacy ra, nên tách những con top cao ra để có thể là thí ở những lúc cần thiết. Không cần tiếc 5 con Pegasi này. Nếu bạn được cái bóc này còn có thậm chí nghi ngờ là có khả năng, nếu mà một bóc ngựa Centaur thì khả năng một bóc là Pegasi hoặc Ma Kê rất là cao nhé. Lượng quá nhiều, Tùng đang bị đánh sai lỗi rồi. Thổi thông hai con nhưng mà bây giờ đang thổi chỉ dùng một chính con nó rất là lãng giờ phải kéo lại thôi. Bây giờ nó vẫn đợi đuổi lên cung thôi, nếu mà đứng vị trí này nó vẫn đuổi lên vị trí cung thôi. Đấy, một con đuổi lên cung rồi. Centaur cho xuống thôi. Cho một con Centaur lẻ xuống được. Rồi chấp nhận kéo xuống góc rồi, hợp lý. Trận này chắc chắn là Pegasi phải chịu hy sinh rồi, đến tách 5 con thì sẽ dễ hơn rất là nhiều. Không, nhưng mà thế cũng được, bây giờ là dễ rồi, bây giờ còn một cọc thôi, cung bắn là xong. Rồng sửa xong rồi, rồi xem bóc này bóc gì à? Khả năng có Pegasi lùn, lùn thì khó nhỉ. Hai bóc lùn. Tất nhiên là nếu trường hợp Pegasi, nếu có trường hợp có một bóc Centaur thôi, còn hai bóc lùn thì tất nhiên khó. 50 lùn này value quá cao. Là bóc mà không ai muốn cả. Thật ra là con lùn này có tác dụng đi tanh thôi, chứ còn để mà gây đam mà chủ lực thì không 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 ổn lắm. Khi mà trận đấu kết thúc rồi lùn mới lên thôi. Rồi bóc này 6 9 cung thì có khả năng là cung. Vẫn có khả năng là cung nha. Vẫn là lùn ạ. lùn tiếp Wow, thôi. hiện tại là 150 lùn rồi. Nhưng mà vẫn Từng giữ này được lùn 30 cung, vẫn ổn. Lần này lùn và đánh sư tử cũng được. Sư tử tốc chấp nhận 14 rồng. không đến được, nên là tập trung vào hai con lùn bo cung bắn thôi. Giữ con rồng lại thôi. Xem bên Handy một chút xem sao. Handy. À. Teleport lại bàng ra số cung kia, hình như là đã nhặt được một bóc cung nữa thì phải. 77 cung. Chào rồi. Hình như là nhặt được bóc 40 cung up hay sao. Rồi, Moran luôn. Moran nhưng lại quét ạ. Bỏ lượt chứ không phải quên. Đâu quét thì cuối tơn thì cung vừa bắn xong rồi quét thì lại quét thì cuối tơn. Hay là bỏ lượt à? Bỏ lượt được, bỏ lượt. À. Có lẽ là cái động tác đấy hơi nhanh tay, nó không kịp phản ứng khi mà nó lên Moran quả đấy cũng hơi bất ngờ là bỏ lượt luôn cung. Mọi thiên thần là Moran Bỏ rồi, lượt. bị đánh cung có khả năng lên Moran rồi. Không. Vẫn tại Tất bảng cả nào cả. AI lại không bo cung trong tình huống đấy. Ngày 1, 2, 2 bắt đầu cày thiên thần, số lượng tài nguyên là cũng có nhiều cristal rồi. Mà thường là nếu mà cày được cuối tuần 1 thì đẹp nhất, bởi vì là sẽ tuần 2, 2 thiên thần thì dễ đánh Cyclops hơn. Hiện tại muốn đánh Cyclops thì số lượng này là không đủ. Một thiên thần thì quẩy rất là dẻo với không mất thiên thần. Không thì rất là khó. Thôi như vậy ngủ rồi, quay trở lại với Tùng một chút xíu xem sao. Hiện tại Tùng đã đánh hai cái bóc kia, chứ bóc sư tử là một cái lựa chọn hợp lý. Nhìn mang theo ít ngựa nữa, lấy hết cung ra Luôn. áp lùn luôn, tăng sức trâu cho lùn. Và nên vứt con rồng lại thôi, không nên giữ con rồng, ham con rồng và đánh sư tử có thể mất. Đánh quyết định Apex Medusa, thế chỉ ở thế có khi là Centaur thôi. Số lượng hơi ít. Bỏ thôi, giữ cung để đánh sư tử hợp lý. Như thế này thì hơi khó bo nha, con ngựa đứng kia có thể làm cho sư tử lên luôn này. Đứng này thì con sư tử có thể cắn con ngựa luôn. Đấy, đây là bo rất là khó nha. Gõ chết luôn. Siren đi luôn không? Không đi luôn được, lấy rồng để bo. Cái cung bắn một tên là Đúng rồi, chỉ cần cung luôn bắn là chết. xong rồi. Một Đúng tên chết. Bốn cung như cũng dự ngon đoán hơn là cung Pegasi rồi. chứ. Ivor thì cung có lợi hơn Vegasi. Vegasi cũng mạnh, nói chung là cung hay Vegasi đều mạnh. Rồi, có thể lấy xích gió luôn không? Hot. Hôm trước mình xem mà lót tuần này lên lót hot nhỉ, hơn 50 con. Thương.
bên trên có bóc phan gam và pegasi canh cũng rất là ngon. Pegasi canh thì khả năng cao là cung. Đánh sao tôi không đánh Medusa luôn nhỉ? Chắc có khi nó hỏi nhỉ? Hot hình như vừa tăng lên hot rồi thì phải, nếu mình nhìn không lầm. Hôm trước là lót, cuối tuần trước là lót, bây giờ lên hot rồi thì 50 con thì đúng Nhưng rồi, mà lên chắc hot rồi. Là chắc tầm cũng 52 đánh lôi 53 chung. con tiếp tục đánh mỏ thiên thần thứ hai. Vậy là hai thiên thần Bài của rồi, ngày Handy mai này. là bắt đầu có thể cày được mỏ Cyclops rồi. Ngày mai thế hai mỏ Naga đều gần thành, mỏ Naga này gần thành trên là 60 cung nữa. Hấp dẫn. Bài của bên Handy đang khá là trôi. Bóc đấy là bóc Trôi rất là nhanh bởi vì cái bóc nhặt quá khỏe, đánh càn rất là dễ. bên trên cũng bóc barrack nữa. 51 mana, không biết là chắc chưa dùng fly. Fly thì có thể là ăn đi thẳng sang vỡ được mấy nước, vừa ăn được hai mỏ. Bây giờ đấy đánh mỏ Naga banh thoải mái thôi. 77 cung up và 60 cung trước up. Quá thoải mái luôn. Bây giờ vấn đề là tìm Cyclops stockpile thôi, tuần này cố gắng đẩy lên một con là ổn. Đầu tuần sau có thể gom hết xỉa, lần này cung thì đánh nhà rồng hơi khó. Có lẽ vẫn phải ăn vài bóc quân level thấp để lấy ít xỉa mang vào nhà rồng. Thường là 134 đến 135 có khả năng up được thiên thần là ngon nhất. Ra mid thì khá là đẹp. Cùng bắn quá mạnh. Tầm này Medusa một hit thì chắc Naga cũng chỉ đơn giản thôi. Naga tuy mạnh hơn nhưng số lượng thì lại ít hơn một chút xíu. Một như vậy là có khả năng có bốn con, ba con đến bốn con. Ba con thì bốn con thì cần có Blade và thí đại bàng thôi, nhưng mà lại bàng hết rồi. Bây giờ tách cung up ra thôi, tách cung chữ up. Cung chữ up trên đất này tốc 4 thì khả năng vẫn đi sau con Naga. Naga tức là sau con Naga 7 kia thì là mỗi bên sẽ đi một turn, như vậy rất là nguy hiểm nên tách cung up ra. Đại bàng bo nốt vào thôi. Đấy, bây giờ thì sẽ đến Naga bên góc trên bên phải đi trước, sau Naga góc dưới bên phải nó sẽ mất một con cung và cũng bị áp sát. Theo mình thì nên tách cung up ra. Bây giờ phải blast thôi. Blast một con đó. Teleport đi à? Ngon rồi. Thật ra blast con cung 60 kia khả năng cũng vẫn là được mà. Teleport hiện tại chưa lên nước nên tốn khá nhiều mana. Rồi sang bên bên Tùng một chút xem sao. Tùng vẫn đang ngủ ở EVS đang đánh nốt ngày. Thế hôm nay thì có rất nhiều mục tiêu để đánh và tất cả đều nằm trong một chuỗi chuyển, nó đánh rất đẹp. Skill web cực đẹp luôn đấy. Đất gió thì chắc là lấy sớm rồi. Đất gió scouting nước. Cả hai bên đều có bộ skin khá là ổn. Bên Tùng cũng đất với scouting rồi, chưa biết ta lên skin skin gì chưa. Vậy là chúng ta sẽ thử vào đầu ngày của Tùng xem mà Tùng có xem đấy, xem bộ skin của Tùng sẽ như thế nào. Quyết định đánh mang Chưa luôn. có gió. Chưa có gió. Bao nhiêu Pegasi kìa? Tùng vẫn chưa có gió đánh nhà bao về giờ lên mà nhanh kinh nghiệm hơn đúng không anh? Đấy. Đánh nhà lùn nó nhanh lên kinh nghiệm hơn đúng đúng không? rồi, đánh nhà lùn là nơi đào kinh nghiệm rất là sớm đầu tiên đầu game, mà đa số mọi người chơi sẽ đánh nhanh nhất có thể để có thể đẩy kinh nghiệm rất là nhanh. Hiện tại đang Biết chữ lửa. check mua vào thể đánh bóc liệu hôm nay có thể là bóc Pegasi hay không, khi mà mon canh là mon 5 và số lượng của nó sẽ quyết định cái bóc này lúc gì. Con đấy là quân cấp 5 này hay 22 là gì? con vẫn có khả năng là cung. Khó mà Cung, có Pegasi được với 22 con là tuần 2 không đủ nước đi, buộc phải về thành trước ạ. Thành mid là thành chim lửa rồi, mid là chim lửa rồi. Ra mid sớm là lựa chọn hay, chim lửa là bên cấm tốc. Nha tình chúng ta nhìn thấy ngày thứ năm rồi nhưng mà Tùng không build thì chắc là sẽ ra build mid thôi. Tùng sẽ quyết định check và ngủ thôi. Chúng ta xem bên Handy xem hôm nay Handy làm được những gì nha. Hình như là Handy chưa nhìn thấy mỏ Cyclops stockpile nào nên vẫn đang phải lọ dọ đi đánh mỏ tài nguyên lấy tiền. Thấy thấy rồi mày, Thấy chưa? thấy rồi Vì thường đánh cái mỏ này sẽ hơi nhiều. mỏ Medusa này được nhiều nhiều cát lắm, 10 cát đây rồi. Đúng rồi, nhiều nhưng mà chỉ cần đánh Cyclops stockpile thôi, đánh hai cái là đủ. Bởi vì đi đánh này kiểu gì vẫn không đủ, vẫn phải đánh Cyclops stockpile. một cái cái kia trên rồi. chim lửa, một cái Đánh trên những đấy cái chim lẻ lửa. tẻ này thì sẽ không bằng được đánh hẳn cái Cyclops stockpile.
quan trọng là hiện tại đang không có nhiều, à có đại bàng rồi đây, nếu mà thế đánh sách lốt tốt mà. Ở kia sách lốt thì chúng ta chỉ cần có mục tiêu là chúng ta có rất nhiều tài nguyên, và bây giờ thật ra tài nguyên này đủ rồi, chỉ thiếu tiền thôi, đánh Naga để xem một con thiên thần thì vậy là đủ rồi. Naga banh thì đánh xong con này thì gần như đủ, tuần này chắc chắn là sẽ xây được một thiên thần thôi, vấn đề là có mục đích định xây hai thiên thần không, nhưng mà sách lốt supply đang ở rất gần cái rồi, ngay gần thành chính. Tranh thủ bên Handy đánh banh thì chúng ta sẽ sang bên Tùng xem như nào. Đánh banh này thì khá dễ rồi, ký một hai con đại bàng đánh áp sát để cho cùng có tơn bắn thôi, một thiên thần lên moran luôn rồi. Đấy, thường là chúng ta sẽ dí một hai con lên để giữ chân lại, xử từng con một, đen nó lên moran thì phải chịu luôn. Đó, vừa nói xong. Rồi cấm phản thôi, để cho thiên thần vô thôi, thiên thần tiếp tục lên moran, vậy là xong rồi. Tùng đang tạm dừng Steam, có lẽ là đang ra ngoài chút. Thoải Đấy, mái đang rồi. thư viện. Bây giờ thì tiền chắc chắn là sẽ đủ thôi. Thật ra lựa chọn của Handy cũng có thể thông cảm được, khi mà đến giờ thì chúng ta thấy rằng Handy không có thêm xỉa vào mấy cái bóc, có khả năng là xỉa không có, đa số là cung, đến bây giờ thì hình như là ba bóc cung rồi, hai bóc cung, mình nhớ là một bóc cung ấp, một bóc cung thường. Hiện tại bóc cũng, số lượng bóc cũng không phải là quá nhiều để có thể là nhặt được xỉa hay đại bàng thí và nhà rồng. Cung và nhà rồng thì không ăn thua lắm, giáp cung thì thấp hơn giáp xỉa, mà cung thí và nhà rồng thì hơi phí, nên là quyết Đây, định đánh bài bài của Handy đẹp, các mỏ thiên thần đều dễ tìm thấy rồi, là mỏ Naga Bank nhiều, mỏ luôn đúng liều. bản P này có thế. Bản P thì các banh các chi suy đều rất khá dễ tìm so với các bản Q. Rồi, vậy là dễ dàng rồi. Thư viện rồi. Có quyết định là đánh mỏ, à đánh con Zilot cưới để xem có 3 deck không. Nếu đánh 3 deck thì cũng được. Nhưng bây giờ quan trọng nhất cần thịt để vào nhà rồng. Thịt vào nhà rồng để có thể áp thiên thần, nên là tuần sau đánh. Thật ra thì nếu mà thiên thần mà số lượng đủ thì có thể bỏ cung cũng được, nhưng mà vấn đề là đánh vào nhà rồng cung cận chiến, đánh rồng cung đau bằng xỉa, và thứ hai là giáp cung thì yếu hơn giáp xỉa nên là số lượng tụt nhanh hơn, thiên thần thì dễ bị quay. Đang cày tiền rồi. Bây giờ cày tiền vẫn có mục tiêu là có khả năng lên thiên thần hai tuần, hai thiên thần không, nhưng mà thành cái giới như chúng ta thấy Andy không xây một thiên thần là thoải mái hơn, là hai thiên thần, hai thiên thần sang tuần 3 thì hơi đuối tiền. Ôi, có sách nước, à có ăn ăn được player rồi. Cùng đi trước thì tươi rồi. Vẫn chưa xử được cái con Naga 3 đấy, rất là khó chịu. Thiên thần không thể nhường lượt, cung chắc phải chạy lên trên thí vài con đại bàng thôi, đúng rồi, lựa chọn thí thôi để kéo thời gian cho cung có thể chạy lên trên, lại lên Moran tiếp. Bây giờ thì thoải mái khoảng trống để xử lý rồi. Ta quay lại bên Tùng chút xem nào, thì vừa rồi Tùng không live stream lên cũng Naga bên dưới cũng là một góc đẹp, một cái bốc bên trên thì theo tiện đường thì phải ăn sau, thì lúc đánh rồi nhưng không đủ mover và mana thì cũng hơi đuối, cho nên là quyết định phải thành Tùng một B. bốc. Thư viện gần chỗ bridge trâu Tùng cũng là quân bridge B. được. Nhà rồng cũng đã thấy rồi, Naga Bank ở bên Tùng có dưới nhiều hơi lốt xa. để tanker rồi, nên là trăm trăm cung là thoải mái rồi đấy rồi. Hiện tại trăm cung là một cái khó khăn khi mà đánh bóc phải toàn ra lùn thôi. Đấy, bóc vừa rồi cầm 50 con lùn chắc kia là bóc lùn thứ tư rồi. Nhưng bài đấy em đang cảm giác bài của Handy đang đến đến phút này đang tươi hơn là Tùng Rõ đang. ràng chúng ta nhìn thấy 58 cung tầm này là hơi mệt nha. 127 Aerith, Eivor thì thực ra cung mạnh hơn Aerith nhiều, nhưng mà cái việc mà cầm số cung này ra mid với cái lùn kia thì cũng khá là khó khăn. Hai trăm lùn rồi. 200 lùn. Bây giờ cần phải lựa chọn
bọc con nào con ở trên hợp lý hơn, con trên bắn trước. Đánh Cyclops này thì đẹp Anh nhất Nam là ơi, lên đứng ở slot 4 ơi. còn nếu chính chân em của anh bây giờ thùng mà được tầm lên khoảng 250, 300 lùn, có sách gió cầm phi thẳng ra mid đấy, gặp tang luôn nó khi đấy hay đấy. Con lùn này Nói đúng thế không chứ, anh, xách đất ở bên 300 này lùn nó hơi luôn, kinh đấy. xách gió xách đất. Wow. Bài của Timmy còn mong đợi gì hơn nữa hả anh em? Xách gió xách đất, đồ chơi có đầy đủ. Ra mid càn và build cũng rất là dễ. Thật ra thì ở cái trận đấu quan trọng thì chúng ta không nên rớt. Nhất là với thành thiên thần thì không nên rớt. Không ai biết được ở trong đất đối phương có đồ hay không, và việc thiên thần nếu mà đen đủi và cầm tốc của xa người ta xếp một cái đạo quân này chắc cũng chỉ Vấn đề từ Tùng bây giờ đang là à, Tùng Tùng thì không phải chỉ là số không khỏe đấy chứ, cơ lâu lết thoải mái rồi à. Tùng không phải quá mạnh khi mà chỉ có lực lượng lùn thôi. Tùng Tùng chưa xây, Lùn thì nếu mà ra Tùng mid đang thì thiếu càng gỗ lên nhá, Tùng khó. đang đòi gỗ, Tùng đang đòi gỗ để xây table, Bên này chưa thì có cầu gió stable. quyết định là check brick rồi, không biết đã brick chưa, chưa nhìn thấy. Nếu Tùng mà không build quân thì phải break sớm, mà bây giờ bên Handy mà vừa build quân mà vừa break sớm hơn thì khả năng là sau này Tùng sẽ gặp rất là khó khăn. Đúng rồi, cái việc mà tranh mid để build trên lửa cũng là kiểu cần thiết, và quyết định break với hot champion làm được không? Có phóc Hot phiêu mà anh. fuel, đúng đúng vậy. Trăm cung thoải mái rồi. Tân sau bullet là dễ rồi, giữ cung lại, quyết định là giữ cung lại, nên giữ cung lại brick thôi. Ê, thiên thần vụt ba con kia khả năng đi rồi, ổn rồi. Quá ổn. Sang đầu tuần sau là Andy là có Bây 6 giờ thiên đang thần. có một con ngựa nằm ngoài tầm bắn của cung, con chín cuối cùng, cung bắn hai tơn đi được. Không vấn đề. Đúng Con rồi, xỉa lên cho là xỉa đúng ra rồi. nhử là hấp dẫn nhất, cho nhanh, giữ lại mana, Andy 72 mana có thể đi em thẳng tiếp Andy tục ra lên mid luôn. rồi, có cả Diplo luôn rồi. Vậy Handy quyết định Andy quay đánh bài, về. Andy đánh quá chuẩn rồi. À, em đang thấy Andy là đến giờ phút này là tươi tươi hơn Tùng nhiều rồi. Quay lại Tùng một chút xíu xem sao. Tùng cũng đang tìm đường break. Đấy, đi đường dưới luôn, có khi gặp con dễ. Nên nên đánh À, luôn vấn hai đề chưa thân, ăn đánh hai stable thân không? thì tách lùn ra để bo cung đánh cũng được. Sao ít cung ấy nhỉ? Không, không không ăn nữa. Lúc nãy ăn ăn được bóc cung mà chắc bị mất hay sao nhỉ anh nhỉ? Mất tàu áp rồi đấy. Hình như Tùng đánh cái không, lúc nãy là lúc trước đã có ba mấy con mà ăn ăn cái bóc cung bốn bốn 40 con nữa mà anh. Để Như xem nào, Tùng bị đánh cái gì, Tùng đánh gì mất cung hay sao ấy. có thể Nó con rồng nghiêm gì anh nhỉ? ra một con rồng này không giải quyết nhiều vấn đề, chắc là chỉ để xử lý trong tình huống khẩn cần thiết cần kíp thôi, ví dụ hy sinh trong À. tình thức cần thôi. Tách lùn ra, tách sao lại không tách lùn ra nhỉ? Cái khó hiểu là không tách lùn Ồ, ra, kiếm lùn rất là trâu, tách ba con lùn ra để chịu đam cho cung, để cung có thể đánh những 17 con xỉa kia chỉ vụt vụt mà mất thôi. chắc là dùng lùn để vụt. Đúng rồi, về cung thì như chúng ta nhìn thấy là cũng một hit là đi một cọc, tuy nhiên là thật ra thì cái đám kia mà đánh vào là cũng dễ toang. Bây giờ con nếu mà con pit này nó chết ở gần đám thì bây giờ có thể hồi sinh thành cọc demon và đánh thẳng vào cọc ngựa kia, đánh hở cung. Ơ sao nó không hồi sinh nhỉ? Nó hết tơn hồi sinh rồi. Cái con hồi sinh duy nhất thì chạy bị đấm rồi. Hai con này là hai con mà vừa dùng hồi sinh con trên. Còn một con nữa có hồi sinh thì vừa bị Tùng đấm rồi. Vòng rồng lực đi không đủ, có lẽ sẽ ăn tranh thủ ăn vòng rồng luôn thôi vì lực này không để vào thành được.
Đối với các dạng quân Ôi, bắn thì ma cây là có món ăn yêu thích rồi. khiên thiên thần cơ. Bài Tùng đẹp đấy chứ, bài cũng bảo là cả hai người đều đẹp đi. Bài Tùng là vượt khó thôi, không phải gọi là đẹp được. Bóc ra thì toàn bóc lùn thôi, hơi khó một chút nhưng mà vẫn làm được. Chỉ cần cái Ivo, chỉ cần một bóc cung là được thôi. Ồ, đánh luôn à? Ivo mà thật ra bởi brick vào tầm 131 này đã là gọi là bài hơi xấu rồi. Vì thế mạnh của Ivo chỉ cần một bóc cung là có đủ khả năng brick, mà đến 131 mới brick được là chứng tỏ là bài không phải là đẹp quá đâu. Đã cho con lùn lên hơn, bây giờ là thủng rồi. Nãy phải cho con lùn lên bo thì hơn, bây giờ thì cung thủng rồi. Rồng. Rồi, được rồi. Mất thêm 12 con cung vì không cho lùn bo. Lùn nó khỏe nhưng mà vì tốc độ nó quá chậm đi sau bọn kia nên bọn kia nó đánh thủng vào một cung luôn. Chúng ta quay lại màn hình của Handy một chút xem sao. À đâu, bây giờ vẫn chưa hết Simpson. À, chúng ta gọi Handy trước xem Kiểu con gì khác đi Handy làm sau? gì. Vừa rồi thì mải phân tích của bài của Tùng chúng ta đã bỏ qua, tôi tuần này Handy nhưng với lượng thiên thần này là cũng xây được một thiên thần rồi. Đang đánh nhà rồng. Chấp nhận là bỏ bất cung thôi, 166 cung giờ chỉ còn 75 con. Vừa rồi cũng nhặt thì nhưng cũng nhặt được bốc xỉa 80 con đấy, nhưng mà rồng cũng quyết định đánh cung, có thể là do xỉa đứng hơi xa cung nó lại rồng lại bu vào cung. Bởi 80 xỉa gây đam vẫn đau hơn 75 à 166 cung nếu mà bị cận chiến thì cho rồng nó vả cung đúng thôi. Cung thì khi cận chiến nó bị giảm nửa đam. Giáp cung thấp hơn nên rồng nó vả cung. 6 thiên thần nó đang bị rồng vồ một phát rồi. Rồi cung thì cũng đã đi, à xỉa cũng đã đi rồi. Mà thật ra chỉ cần 8 6 thiên thần này up lên là có thể ra mid càng rất là khỏe hẳn. Nhường thôi, cái cung đánh hết phản thôi. À nhưng mà đây là cuối tơn rồi. Cuối tơn rồi. Đành phải bỏ thiên thần quá yếu máu rồi. Rồi. Vậy là cái sách gió luôn. Sách nước luôn. Với cái IDD chúng ta thấy là có nước rồi. Với Handy đang rất là mạnh. Nếu mà up được thiên thần lên trong ngày mai thì rất là mạnh nha. Ngày mai là hết xin tơn nhưng sẽ quay trở lại với màn hình của Tùng. Hiện tại thì đã có đủ tiền để up thiên thần rồi, rất là mạnh. Sách gió trong tay. Sách gió bộ tài nguyên cầu đất. Nói chung là thành nhà rồng quá chất lượng khi mà cho cái Handy là hai món đồ rất là quan trọng anh thiên thần sách gió để mà củng cố thực lực khi ra mid và chủ yếu là sách nước. Nếu không có sách nước thì clone thiên thần đánh ở mid rất là dễ. 6 thiên thần đáp quay trở lại với màn hình của Tùng, hôm nay là hết sim turn rồi. Hiện tại có 7 mana đánh xong thì đang hơi điếu đuối mana. Hôm qua thì hơi cố khi mà ăn lên đo lên ăn cái ô bên trên. Hiện tại chỉ số của Tùng khá là ổn, 13, 13, 13, 19. Đây là sách sách gió có rồi, đồ chơi có hết rồi. Đây một trường hợp mà không phải có đồ đẩy nha, Đức ca. Nhìn thấy bên, nếu mà như mình xem mình sẽ thấy bên Handy đang rất là đẹp. Mình không, mình đoán được là Tùng đang làm gì thôi. Còn nếu ở vị trí của Tùng thì không biết được Handy có gì, rất là khó đấy. Đẩy tầm này với quyển sách gió tự tin sẽ rất trong tay chỉ có gậy thôi. Là em vẫn đẩy. Đẩy bây giờ nhé, anh nói mấy người ba power đem gì được con thiên thần 6 thiên thần. Em nên nhớ thiên thần người ta đi Ý là trước. đẩy Ra như mid đẩy ra mít đi anh. thì vẫn phải ra, chắc chắn là vẫn phải ra, nhưng mà nếu mà đẩy họ là không nên đẩy. Vì người ta là thiên À thần. không, đẩy ít thôi. Quan trọng là nếu bên kia đẩy cùng tham minh thì khả năng Tùng vẫn phải bỏ. Bởi vì bây giờ Seta lên, bây giờ là bắt thời điểm Seta lên khi hai bên cùng ra mid là phải biết được chủ lực của bên họ là gì, cái điều chắc chắn luôn. Cung thì đang tụt dần rồi. Sắp dụng lại đánh con này nhỉ, mất nhiều quân lắm. Cùng Tùng đang cần tài nguyên và tiền có lẽ thế, với cả cái không còn phép nữa rồi, đánh cái gần nhất cái cơ sở lấy thêm một số XP, có thể là đang cần lên gió lên gì ấy, chẳng hạn. Ừ.
tài nguyên là rất quan trọng nếu mà sang mid để build. Cái wisdom có lẽ là sẽ wisdom tầm này lên cung vàng. Vừa rồi thì có lẽ mình nghĩ là Tùng nên lấy wisdom, có lẽ là để sau thì bởi vì đánh thiên thần nếu bây giờ mình xây lên thì tuần 3 với đạo quân này khó mà tranh mid được với bên thiên thần nếu như mà thi thiên thần theo xây theo tiêu chuẩn. Candy cũng là một player đánh rất là tốt, cho nên là Tùng đang có ý định là build build chim lửa là giữ 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 lồi lại. đúng rồi, mid là chim lửa phải build thôi, mỏ chim lửa các thứ rồi bóc chim lửa, và đặc biệt là chim lửa có khả năng cầm tốc đi trước thiên thần, chứ để thiên thần đi trước thì rất là mệt. Bây giờ thấy rằng Handy đang ở nhà, không biết rằng Handy vừa break hôm qua. Nếu như tầm này Handy đi sau mà phi ra mid luôn thì Tùng khá là mệt. Anh đi vào chia mít thẳng rồi. 18 mana, à 18 con Oleg. Tầm này áp thiên thần là đấy, thấy Tùng nó chưa ra mid rồi, giờ có lẽ là sẽ phi chéo luôn đây. Để bắt kịp được, nếu thì có lẽ sẽ phi chéo thôi, hiện tại là 158. Nhưng mà hơi mạo hiểm, lượng mana này mà ra mid bây giờ thì cũng hơi mạo hiểm. Hình như định 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 đánh đánh bóc hát pít đây nhở. Ồ, xanh gió xanh nước đầy đủ hết luôn, kinh nhờ. Đúng Vịt rồi, vàng luôn. gọi đánh nhà rồng ra xanh gió xanh Ồ. nước luôn rồi. Nhà rồng to anh hạ nhà rồng bình thường ấy chứ. Ừ. Cả vịt luôn nhỉ. Quá tươi. Và đây cửa, cửa thắng của Hen Hen đi sáng lắm. Giờ quan trọng không biết Tùng đã xây đủ Taven để nhìn thấy chủ lực của bên Handy chưa. Handy cũng quyết định là đi góc an toàn hơn. Phi chéo ra mid Đấy cả thì trận này kiểu này thì tung tiêu chim lửa cũng không 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 kịp rồi ạ, cũng không lại được rồi. Bởi chưa vì chắc nha, vì cái vấn đề của Handy bây giờ ấy, như bạn thấy là mất hết quân rồi còn thiên thần thôi, xách nước xách gió power 10 này thì cũng không đáng ngại lắm. Nếu như mà trong trường hợp mà Tùng ra mid có đồ và nhặt thêm được một hai cái bóc thì cũng khác nha, 200 con lùn cũng không phải là dễ chơi, kiếm thiên thần luôn rồi. đấy thì ý em là thế, vì ý là không Tùng Nói không chung sợ là như thế là Tùng thì bây giờ có đánh được vẻ không. trông quân hơi hơi thiệt hơn một chút, thiệt hại hơn chút so với bên 6 con thiên thần này, nhưng mà cũng không phải là dễ chơi. Nếu mà đánh cẩn thận mà thì nên check tướng của nhau trước khi đánh thế thôi. Ra mid thì vẫn phải ra thôi, thiên thần người ta có lợi về thiên thần người ta vẫn phải ra thôi. Ra nơi lên check, nếu mà thấy tầm 300 lùn thì tốt nhất là không nên đánh vội, không nên quay đầu đâu. Chim em các con lùn nhiều khi nó còn chống phép anh ạ, nên là cũng Lùn có 20% khả năng magic resistance nên đánh nó khá là mạo hiểm. Và cái việc con tướng bên kia mà nó cũng có sẵn kiếm từ đầu, lùn nó cũng chém khá là khỏe. Và không cẩn thận là nó đánh cũng đau. Nếu đi xa nó gãy quá thì gãy ăn trên. luôn. Và chưa kể hiện tại Tùng có thêm một xích đất nữa. Nếu mà protect thì cũng bị khả năng bị ăn meteor siêu mặt, cẩn thận thì có lẽ là việc 6 thiên thần thì vẫn phải quay lại khi gặp 300 lùn. Đấy là Nhưng cẩn thận mà thôi. xung quanh nhà Andy đang là khá, Kiếm thấy hai thiên nhà lụt thần nhà rồng rồi. phiêu đánh được, đi thêm một nước nữa Đấy. đánh ô bên dưới nhé, để có thể lấy được kiếm là xuống đường cái luôn. Hiện tại thấy một thêm một thư viện nữa rồi, cũng là đánh Pegasi. Lùn ra đấm thôi, tầm này bless cho lùn ra, lùn ra đấm thôi, một hit một hit. Chỉ số hai bên bây giờ có khả năng gần như là xem nhau rồi. Bên kia lúc em 10 10 nhà thêm kiếm thiên thần ngày mai nữa thì thành 16. Bên kia 10 pao, bên này 18 pao. Nói chung ăn thêm thư viện này thì Tùng nhỉnh hơn chút. Nhưng tầm này mà đánh đánh nhau là Tùng Tùng thắng ấy. Chưa biết được, chưa nói được điều gì cả. Tầm này thì chỉ số một phần mà quan trọng lực lượng, một phần mà ra mid ai vì còn nhiều mana, mới là phần Tùng đang có một cái nhược điểm là Tùng là cờ đỏ, ra mid thì ngủ, nếu ngủ ngay thì không được hồi kịp mana. Tất nhiên trong trường hợp hai bên hết mana thì 8 thiên thần à 6 thiên thần kia nó đập thần đất à quên lùn như con luôn. Bởi vì ra mid thì kiểu gì cũng có bóc, đánh cấm phản cho thiên thần đánh trước cũng rất là mệt. Bên này hai Thế bên nên nó cung còn thì có nó còn có cho cờ lông nữa. Nếu trường hợp mà cả hai bên ra mid hết mana, hiện tại cái lượng mana của hai bên đang khá là yếu khi mà ra mid,
Nếu mà trên từ Đánh đầu luôn. thì thi trên thì bên Tùng thì khả năng thắng cao, khi mà hiện tại lùn cũng chỉ còn hơn 170 con, cũng đã mất khá nhiều rồi. Một con rồng này chỉ có mang tác dụng là cầm tốc để đánh cho dễ bo lùn thôi, khi nào cần thiết thì vẫn phải hy sinh thôi. 182 lùn Ừ, AB cộng, nó vả bắt đầu chết phát đấy luôn. có lẽ bóc nix nên ăn. Vị trí của Tùng này ăn được bóc nix thì mai vẫn kịp về thành, nhưng mà quan trọng là nếu mà về thành dư được khoảng 400 mua bờ để không, 400 thì không đủ, phải hơn, bởi vì cái giếng ở thành nó mất không chạy thêm nữa. Không biết là có định bỏ qua bóc nix hay không, hay là ra thẳng mid luôn. Đang cố gắng build lên barrack để mai Đang xây cố sinh về lợi lên. stable. Tùng đang cố gắng stable nhanh nhất có thể thôi. Ngủ rồi, quay lại màn hình của Handy xem sao. Handy ăn kiếm thiên thần và có mỏ nhà rồng, sẽ đánh mai sẽ đánh nhà rồng thôi. Diplo có rồi, đang check cọc deep Nhưng của mà hai đang bên. chắc là khả năng đánh nhà rồng đó, anh kiến thân được đánh hai nhà rồng luôn, gọi thần gió ra hút đam anh nhỉ, đúng không? Về lấy thêm quân để đánh nhà rồng cho yên Quân và chủ yếu là lấy thêm tâm. mana nữa. Hiện tại đang có quá ít mana, có thể là quẩy ở mid. Cái vấn đề quan trọng là lấy thêm mana thôi. Còn có nếu có mana thì ta thiên thần đánh được. Bây giờ thấy rằng Tùng đang đến gần mid rồi. Bây giờ có lẽ là Handy cẩn thận thì vẫn nên chậm lại thôi. Chắc là đánh 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 hai hai nhà rồng xong 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 là én đấy. Mình nghĩ có lẽ vẫn phải cẩn thận đấy. Handy bây giờ cần thêm bóc để có thể tự tin ra tranh mid và ép Tùng về. Em đi đánh hai ạ, đánh hai nhà rồng rồi về xây nhà nốt nốt một nhà thiên thần nữa lên. Em đoán vậy. Tất nhiên tuần 3 là vẫn phải, chắc chắn phải xây, nhưng mà xây lúc nào thôi. Quan trọng bây giờ Handy nên kiếm thêm bóc nữa. Một mình thiên thần không là khá là khó. Bình thường đến cái tuần 3 thì thành chim thành rồng vàng cũng khá là khỏe rồi. Kiếm lượng bóc nhiều. Bộ tài nguyên luôn, Handy đang có tất cả trong tay rồi. Bây giờ chỉ thiếu quyển sách đất nữa là có đồ chơi hết rồi, kiếm thiên thần rồi. Chỉ Con nào giàu rồi. số thấp hơn Tùng một chút thôi. Tùng ăn được một thư viện. Power cũng 19 rồi. Tùng lúc nãy là 28, ăn được thư viện cũng là 20, hai bên power tương 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 đương Nhỏ nhau. gần bia đấy, chính xác rồi. À, nó là rồng. Về xây thiên thần đầu tuần sau sang sang hụt luôn. Cái ông Andy để đánh thì cũng phong cách cũng cũng giống kiểu lối tư duy giống 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 của em, cảm giác vậy. Có lẽ Chỉ có điều là người ta làm tốt hơn mình rồi. hiện tại quay trở lại với Tùng chút xem sao. Hôm nay soi có thể là ăn mốc nick không? Không ăn rồi anh ạ, cho ra mít luôn thôi, ăn nó chim sét á, mất nhiều quân Bóc trên đấy, set thật ra còn xa hơn mốc nick, bởi vì ra là 3 bước. căn bản bóc của thành chim nửa cũng... Nếu mà để thủ mid ở cái tuần Đúng. này, bị đẩy trong tuần này thì bóc thành chim lửa là bóc rất là ngon nha. Cái thời gian Ăn lực lượng ít như này bị ăn phép vào mặt rất là dễ, và quân thành chim lửa đấy có khả năng kháng phép default rồi, cho nên là đánh khá là an toàn. Số lượng nó cũng đủ đông để có thể là counter lại một số đạo quân mạnh như thiên thần. Thần ví dụ bây giờ nhặt được 40 thần đất là đánh counter thiên thần lại khá là dễ ở thời điểm này. Cyclops luôn. Thật ra để né con Socrates thôi. Socrates là một quân bắn mà không thể coi thường được. Nó bắn phá giáp. Đầu tiên nó sẽ bắn một cát một phép weakness ở mức advance. Sau đó thì nó phá giáp, phá bốn giáp trong một turn. Một con bắn, nếu mà tách ra 6 cọc thì một nó bắn đủ 6 turn thì sẽ phá được 24 giáp, tức là giáp về không, có thể về không ngay tức. Quyết định ngủ trong thành để tạm thời giấu đi cái info chỉ số để cho Tùng cũng Handy phải chậm lại. Khi mà Handy không nhìn thấy chỉ số của Tùng thì buộc phải chậm lại thôi. Bây giờ tuần 3 Tùng hay có trò này đấy nhỉ. đấy là cái điều cần thiết thôi, nhưng mà cái nhược điểm của nó là ngày mai Tùng sẽ không thể chạy xa được khi mà cầm cả lùn với tốc 5. Nhưng mà trong điều kiện của bên phía Handy tầm này có thể đẩy ra mid, và Tùng e ngại rằng Handy có thiên thần nên buộc phải giấu chỉ số để Handy phải chậm lại một chút.
Nhưng mà giấu thế không tốt. Cái việc mà giấu như thế thì nó sẽ có mang cái nhược điểm là ngày mai sẽ đi chậm hơn, tướng sẽ phải đi chậm hơn. Thường là cái đấy nó chỉ Em giấu đi khi mà đối thủ có khả năng chạm đánh đến mid thôi. đúng rồi rồng sau đó sang nhảy thật ra đi thì xa xa nếu luôn nếu mà ở một đánh là rồng tiếp. vị thế nào đó mà nếu Andy chỉ cầm độc thiên thần lấy stable thì vẫn có khả năng là với được, thế nhưng mà cái việc đấy rất khó xảy ra. Nhưng mà bên kia đánh thiên thần không tách, thường Ừ. người ta tách 3-3 thiên thần. Bởi vì Đánh là vẫn 6 còn ít này. quân để bo cho nên là chưa vội tách thiên thần. Thiên thần hồi sinh nó sẽ đánh dễ Andy hơn nhé, nhiều đúng khi rồi. máy nó sẽ đánh Quick nó tốt combat rất hơn. là nhanh. Ừ. À, tuy hơi muộn một chút thì Đấy. hôm nay thì An B chúng ta đã on rồi. An B Ông đánh phải là suy quan nghĩ sát giống 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 hệt mình ạ. thì thử suy nghĩ là thử thử đánh giá về lực lượng hai bên như nào. Hai bên đều có sách gió rồi, Tùng thì có thêm sách đất và nhưng mà bên bên của Handy thì đang có sách nước. Và Handy cũng gần full skill bộ skin rồi, khá là đẹp. Nếu mà xét về chỉ là quân đấy thì quân này của Andy là không đánh được, Đúng rồi, bởi vì anh tất nghĩ rằng cả là không có 180 boost. lùn kia Handy nếu muốn ra mid thì vẫn phải đánh thêm vài bóc, nhưng mà Handy quyết định là sang ven thôi. Ven bên xương thì không hợp với thiên thần lắm. Chỉ Bởi vì có sáu con thiên thần này ăn một trên gần chết trong turn sau bị thôi miên thế là đi. tất nhiên là nếu quân này gặp chẳng may đụng độ thì buộc phải protect trước thôi, và xác định là nếu mà cờ lông được thì cờ lông ra đấm con lùn xong rồi chạy thôi, bóng đấm và chính chạy thôi. Bởi vì là cái quân này của Andy ra mà gặp Tùng Đúng rồi, nhưng mà cơ ăn bản là một Tùng vẫn trước còn ăn lỡ Meteor vẫn nữa. thua. Tùng có một vũ khí nữa là Meteor nên kiểu gì thiên thần vẫn cứ bị đuối thôi. Kiểu nếu mà chỉ cầm một cọc thiên thần này ra cứ gặp berserk là thua, cho nên Đấy. là rất sợ. Đúng vậy. Nhưng thường là nếu mà chỉ Sang đầu cầm tuần cọc sau thiên thần này Tùng sẽ có 10 10 18 thiên thần. À hen hen đi chứ. sao nhiều ấy, làm gì đấy, Tuần 4 không đến, bây giờ mới đang là 6 con, nếu mà build tuần này thì trong nhưng thành mà mỗi ngay thành cả sẽ có castle 3 con. thì chỉ được xem 6 8 con con nữa với thôi. cả 2 con ở ngoài là 18 con, 8 mấy con ở cả 6 con hiện tại mới là 14 con thôi. Sang tuần mới là Thường là người 14 ta sẽ con. không đi Sao nhặt đây? mỏ đâu, bởi vì là nó Đúng tốn vậy, quá là đấy nhiều gọi thời là tối gian. đa thôi. Nhưng mà hai mỏ của Handy cũng khá đẹp. Chắc chắn là Một mỏ ở ngay anh cạnh em ạ, thành chắc chắn là trong fly tuần được. này thì bạn ấy sẽ xây được một caster một thành, anh tin không? Cái vấn đề là Vì mình sẽ không bạn chắc sức chắn khỏe. điều gì, bây giờ mình ta đặt ở vị trí chúng ta bình luận chứ chúng ta không nhắc là không không phải là đoán đối phương làm gì, mà chúng ta hãy bình luận những gì mà các 4 bạn ấy cộng đang chơi. 4 4 cộng 3 là 7. 7 cộng 6 là Đấy. 7 cộng 6 là 10. Rất là xui. Bây giờ chủ lực chính của Tùng tất nhiên vẫn là lùn thôi, bởi vì lượng cung lúc đầu nhặt được một bóc thì rơi vãi nhiều, nó không quan trọng lắm, nhưng mà mất quân hỗ trợ đa gây đam. Cái thanh phượng này đánh rất là khó, ở một chỗ là quân của nó không giữ được. Đúng rồi. Một Handy thư sang side zone viện, chắc một là close. ăn nhà rồng và tìm tìm deep tìm deep tìm deep lôi ạ. Chắc chắn thôi, có lên deep low rồi và cầm thiên thần thì hy vọng sẽ tìm cọc deep low thôi. Ăn hai nhà rồng ở đấy và thêm nếu mà sang bên ven mà kiếm được hai nhà rồng nữa thì cũng là thoải mái rồi. Nếu Tùng mà không ngủ ở trong thành để giấu giấu quân này giấu và nó biết để cái kia biết thì là cũng mệt, Thật ra tầm này nó chưa sẽ phải đẩy rất tầm để sớm. giấu, bởi vì tầm này nếu mà tầm mạnh, Em dự đoán là sang đầu tuần sau ở bên kia sẽ đẩy đẩy Tùng luôn. nếu người ta mạnh người ta vẫn đẩy, và nếu người ta yếu người ta vẫn phải đi vòng, đấy điều chắc chắn thôi. Cái tuần 3 tuần 4 này, à tuần 3 đến tuần 4 là tuần mà có thể đoán được thực lực của nhau. Cái kiểu đánh của Andy không đẩy được Tùng. Cái kiểu tham minh đẩy vào cuối tuần ấy nó sẽ là unbox và áp Đúng rồi, quân. đúng rồi, chính xác là như vậy. Nếu mà muốn đẩy vào 137 có nghĩa là Andy phải bắt đầu xây thành phượng từ đầu tuần, để mà đến cuối tuần thì nâng cấp quân nó gộp hết lại thành một cọc. Đúng rồi. Đấy là mang đi đẩy. Đấy mới là cách để đẩy vào cuối tuần. Chứ kiểu Không. Andy là vẫn đang farm và tập trung vào kinh tế trong tương Đúng lai. rồi. Bây giờ không chắc chắn là chưa biết được là sẽ đẩy hay không. Cái đấy chúng ta không nói trước và hãy xem cách đối phương xử lý thế nào để dự đoán được là đối phương đang làm gì.
hai bên đang làm gì, đang tính toán gì mà thôi. Hiện em tại thì em dự đoán là Handy sẽ đẩy vào đầu tuần sau. Mình thì nghĩ một điều là cả hai bên đều chưa có cơ sở để mà đẩy. Hiện tại cả hai bên đều có chưa có cơ sở để mà đẩy. Sang tuần thì cái lượng thiên thần thì không nói, nhưng mà vấn đề là Handy phải biết được Tùng có những gì. Khi Tùng ra khá là sớm, mà một tuần ở mid cũng có thể khả năng thay đổi. Nếu như nhặt bóc chim lửa thì buộc điều là Handy vẫn phải chậm lại mà thôi. Tùng ngủ ở đây cũng hơi nguy hiểm, bởi vì chỗ này thường là một cái chỗ kiểu đường đẹp là đến. Định xây thần nước này rồi. Nhìn Tùng đổi đồ khổ. Chỗ này thực ra là không phải đường đẹp, mà nếu mà kể cả hồi về thành là cũng đánh được, bởi vì giữa hai thành là chắc chắn là đến được rồi. Hơi mạo hiểm một chút. Nằm đây thì hơi kinh, mana hơi kinh, thì 97. Chính xác là hơi kinh. Nhưng mà có thần đất, thần lửa, 165 lùn thì cũng khả năng Tùng cũng đoán được thực lực bên Handy. Hiện tại chắc cũng vẫn đang nghĩ là Handy cũng cầm tiếp tục thiên thần đi thôi. Bị thường là người chơi thiên thần đến tầm này mà lắp thiên thần thì cũng hay cầm một thiên thần đi đánh, để thứ nhất là nó cơ động hơn, là mang cái đống xỉa xiếc vào vừa làm chậm tướng và đánh phải cứ phải bo bo bọc bọc cũng khó. Hiện tại thấy vị trí của Tùng đây được quá khỏe, được thật ra là cũng khỏe. Hơi chột nha, khi mà đối phương tầm này tầm mà người ta có ta ven thể nhìn thấy mình cầm thiên thần nhưng mà vẫn đến đẩy kia là cũng hơi chột một tí, cứ hơi chột chột dạ một tí. Hậu theo, hậu là anti magic hợp lý, vậy là có lẽ sẽ cuối tuần sẽ đẩy ra mid để chiếm một vài cái bóc thôi. Hiện tại phải đi né đi một chút, vẫn phải cẩn thận thôi, tất nhiên là vẫn phải cẩn thận thôi. Khi thấy một bên chủ động đẩy mình, khi mình có thiên thần up thì vẫn nên cẩn thận. Chắc đi ma cây để vào nhà rồng. Wow, chúng ta nhìn thấy rằng là có ít nhất 5 con Devin theo nha, cọc kia là 10 Devin và có bác cơ hiện theo. Nhưng mà deep hậu thì hơi sớm. Deep hậu đánh nhà rồng sợ chết nhiều. Gọi thần gió ra. Andy không mana. Phí cộng hậu quá, deep hậu phí tiền quá. Đúng rồi, khi nào mà chuẩn bị đánh rồi, đến nơi rồi thì mới nên deep hậu. Deep như này là hơi sớm. Hiện tại thì mana của Handy chỉ còn 15 thôi. Và một cái nhược điểm mà chúng ta nhận ra khi mà xem hai cái trận đánh của Handy là Handy việc sử dụng phép thuật và mana của Handy là nó chưa được hiệu quả lắm khi mà tốn quá nhiều mana. Hiện tại còn 2 mana cây rồi, khả năng là đánh cái này là thua cả máy đánh rồi. Máy đánh chết có 5 con hậu. Quyết định là lấy Devin hay không? Yep. 5 con Devin theo luôn ngay mà. Bây giờ nó không theo nữa, bởi vì chết bớt quân rồi. Andy có vẻ là kiểu đang bối rối không biết nên làm gì. Khi mà bên kia đang có dấu hiện biểu hiện đẩy Andy lẽ... thực ra là đánh nhìn chung thì đánh về giữa game với cuối game hay bị dối đúng không? Hay bị dối nước đi. Hiện tại quay trở lại với Tùng. Hình như bên Handy để delay, thế nên là khi mà chúng ta Handy vẫn ngủ nó quay sang đây thì Tùng đã đi được mấy mover rồi. Đúng rồi, stream ở trên đấy. Stream bên đấy là sẽ bị delay. Thế nên là chúng ta buộc phải cố gắng xem nốt và chấp nhận là bỏ qua vài mover của Tùng thôi để xem Handy tính toán gì cuối ngày. Việc xây dựng sẽ cho chúng ta thấy được về ý đồ của Handy vào trong cái tuần đó, chúng ta không bỏ được. Quân này thì muốn giữ khá là khó. Hiện tại thì quân của Tùng nhìn thấy cũng hơi thê thảm một chút. Tại chủ lực ở mon cao thì chưa có lẽ phải tập trung vào đánh một vài bốc cho nó khỏe hẳn rồi thì hắn quyết định đánh thôi. Như này đánh cứ đánh xong lại tụt tiến tuần 4 thì quân của Tùng cứ như thế này thì rất là khó chơi nếu ông đánh nhà rồng sớm. Thật sự phải nói như vậy. Tùng bây giờ phải kiếm bộ tài nguyên sớm nhất có thể. Đúng rồi, để bù vào cho mấy cái Cyclops. Bây giờ tập trung, mình nghĩ là Tùng lên tập trung từ đây khoảng 2-3 ngày tập trung chỉ ăn bốc không để đẩy mạnh quân lên thì
đảm bảo được cái thực lực của tuần 2 à tuần 4 thì lại có thể đi ăn nhà rồng với. Chứ không phải là muốn double bill phượng ngay trong tuần này, cái đấy thậm chí là triple bill, thậm chí là không nên, bởi vì nhìn lực như thế này là không thể làm được điều đấy. Lực quân này khó quá. Yeah. Nếu mà triple bill như này thì sẽ phải lao vào nhà rồng, lao vào nhà sai lốp, mà với cái đạo quân này lao vào nó thiệt rất là nhiều, thiệt. Thế thà chỉ đi ăn bóc thôi và không xây gì cả. Mình cũng nghĩ là bây giờ nên tập trung đi ăn bóc thôi để củng cố thực lực đã, xong rồi bình thường nếu mà em đánh kèo này thì em riêng cái tuần này em chỉ bill 1 thôi. Nên cố, nó nên tập trung vào chỉ số. Có thể là người biết tiền của Tùng là đủ build một cái rồi, thế nên Tùng đang cố tiện thể thì build mấy kia luôn để tuần sau có thời gian rảnh tay làm việc khác. Nhưng là hiện tại bây giờ thời gian của bên Tùng cũng khá nhiều, có nhiều phương pháp. Cái vấn đề của triple build là nếu mà bị đẩy vào cuối tuần thì sẽ kém tiền, yếu. Nhưng may là Andy cũng không đánh cái kiểu là ăn bóc và đẩy cuối tuần. Đúng vậy. Andy cũng đang hơi kiểu không biết nên gì, ăn thêm cái ven nữa, có thể là ăn bên xây thành Titan khá là ổn. Và có một điều chúng ta nhận thấy Andy là đầu ngày chúng Andy vẫn không trách ta Vân để xem chủ lực của bên Tùng là gì. Thế chưa là khi thấy Tùng đẩy thì Andy hơi chột, như chúng ta thấy hơi chột dạ một chút, đánh cố gắng đánh vội vàng, thế nhưng mà không trách cái bên bên Tùng chủ lực là gì. Nếu không trách thế chủ lực bên này, Tùng quên mang Titan đi rồi. Có lẽ là sẽ phải chạy tướng thôi, hay là gọi thần gió ra. Gọi thần gió thôi. Gọi thần gió bây giờ ném thiên thần là cũng hơi mệt nha. Chắc chắn là không ném rồi. Khá là mệt nha, e siêu thôi. E siêu là cái điều chắc chắn rồi. Đau, nói chung không đau. Mấy con sai lốp này kiểu ném thiên thần không. Bảy cung gãy, bởi vì ba con kia ném cung gãy có 4 con thôi mà không đau. Nhưng mà bây giờ thì đẩy thần gió thôi. Rồi không, bỏ không thôi. Thầm. Chắc là không thầm. Chạy về thôi, cho thần gió đập vào được. Bây giờ giáp của Handy rất là cao, 18 giáp. Mấy con sai lốp ném thiên thần hơi ảo đấy. Như bây giờ thì quay về lấy rất yếu. Cố gắng ăn bóc thịt, có lẽ là sẽ đẩy vào nhà rồng chăng. Tầm này quay về đánh bóc chỉ lấy thịt vào nhà rồng thôi. Cái pha vừa nãy mà mấy con sai lốp ném con thiên thần thì chỉ có một cái phương án giải thích, đấy chính là nó ném thậm chí không chết nổi một con lốc. Con gió. Thế là nó đành vậy, nó ném con thiên thần bởi vì đằng nào cũng không chết con nào cả thì máy, AI nó sẽ ném con mà giá trị cao nhất. Đúng rồi. Còn nhiều khi nếu đấy là 6 hoặc 8 sai lốp thì nó lại ném con lock. Đúng rồi. Andy lại ăn chéo rồi. Sách đất chưa? Có một cái bóc bên trên à? Không, lấy thành bên trên. Quyết định lấy thành bên trên. Lực này là không đủ lấy thành rồi, lực này còn hơn 300 mover, chúng tính xem mà từ kia đến kia là 150 và đánh thành là mất 300 mover tròn, khả năng vẫn đủ. Khả năng vẫn đủ ở thành, kia là khoảng chắc là dư khoảng 300 mover hơn một chút. Mất 50 dam rồi. Bây giờ là thần có lẽ sẽ hồi sinh cuối tơn, hồi sinh con Barak thôi, thiên thần hồi sinh được 100 máu là được khoảng 2 con Barak. Không ạ. Lại đúng là thiếu một tí ạ. Chỗ đoạn đường kia nhìn tưởng là 3 ô, ra lại là 4 ô. Quay lại với bên Tùng một chút xíu xem sao. Đánh Sea Dog. Chính xác, nên tập trung đi ăn. .87 thần đất vẫn đương cự được với thiên thần tạm thời nếu mà bị đẩy bây giờ. Đúng rồi, tập trung ăn độc bóc thôi là hợp lý nhất ở cuối tuần này. Thậm chí là đầu tuần sau. Đấy, khả năng là bóc phượng rồi. Liệu có dám ăn không? Bóc Titan kia nó canh quá nhiều đồ đấy. Một cái Rally Flag này, một cái con Solar này, một cái Arena này. Với cả một cái phòng chống berserk. Đấy, thì khả năng chắc là nó là có khi Titan thì khả năng là vẫn được. Pack thì chắc không, pack thì khó lắm. Pack thì anh nghĩ là một Titan value nó cao lắm. Con đấy cao nhưng mà quá nhiều đồ ấy. Không biết là bởi vì mấy cái đồ game nhìn value của nó cũng không quá cao. Đúng rồi. Vòng chống berserk thì cũng không phải đồ relic. Arena, Cylope, Rally Frag thì không có cái nào gọi là nó quá là đập đi luôn mà. Hiện tại ra thấy chỉ số của Tùng vẫn đang trội hơn một chút xíu thôi. Có sách đất rồi nên cái việc lấy sách đất này thì à thế là lúc nãy Tùng chưa lấy sách đất ở gần nhà. Nix. Có phép thì cứ dùng thôi, mana nhiều, tốt nhất bây giờ giữ càng nhiều quân càng tốt.
Thì tuần 4 là cái tuần mà thiên thần nếu mà lấy được thì khá là mạnh, phải nói thiên thần tuần 4 khá là mạnh. Tùng vừa rồi trên từ dưới lên, và nếu như mình thì mình sẽ trên từ trên xuống thôi để tránh cái việc có đánh luôn. Bốn chim lửa đảm bảo có Tùng ở đây thôi, có tốc thôi. Với 160 lùn và 87 thần đất thì với con chim lửa thần tốc phải rất là quý nha. Nếu đi trước mà bị con thiên thần mà bị ăn một trên vào mặt với cái power này cầu gió thì cũng rất là đau, nhưng hiện tại Tùng như chúng ta nhìn thấy chưa có Này chỉ sợ là bên kia cũng có cầu thể ăn được một bóc chim lửa thôi. thế thôi. Thì bên nào công bên đấy được đi trước, và bên nào cầm hoặc là cầm nhẫn tốc sẽ đi trước. Bây giờ sẽ làm một bóc đảm bảo thần thần đất thì kháng với trên, và con lùn thì Thì có cái magic trận thì resistance 20%. cầm chim lửa như này thì enter cuối turn đầu turn sẽ chạy nhanh. Mà nếu như mà đánh với thiên thần có một cái mẹo rất hay là có lùn chủ lực này, chúng ta sẽ lấy thêm hai con unicorn ở thành nữa bò lại, là con lùn nghiễm nhiên có đến 60% magic resistance, rất là khỏe, đánh khá là yên tâm. Nếu mà gần thành có unicorn thì tiện đường lên lấy mấy bước chân, Nếu chỉ mà cần Tùng kiểu không có bộ tài nguyên này, cái đúng việc rồi. mà cố gắng triple build vào tuần 3 ấy, nó làm cho việc là Tùng nó chỉ hơn được thêm mấy con thần đất thôi, Đúng rồi. mà cái trong tương lai rất là yếu. Thay vì đấy, cái tuần vừa rồi Tùng nên xây một nhà phượng và tập trung vào build eco, như thế Đấy. thì những ngày sau sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Và đẩy thêm tí bóc nữa đúng không? Bởi Đúng vì là rồi. đánh với thiên thần thì nên có thịt. Đặc biệt thành này thì có con thần đất có khả năng kháng phép level 4 là trên level 5 là trên lightning, level 4 là trên Vẫn cái gỗ lightning. đá như thế nhưng mà dồn vào eco thì nó sẽ tốt hơn. Bây giờ Handy có lẽ phải về lấy mana thôi, 53 mana thì khó, không đủ mà di chuyển, buộc phải về thành lấy thêm mana. Hôm qua thì chúng ta nhìn thấy rất xui cho Handy là Handy thì thiếu khoảng 100 mover để có thể vào thành. Gồm có 50 mover đánh quân và 50 mover để bước vào thành. Thì đúng 100 mover. Okay. Sẽ là đầu review thiên thần thêm 8 con. Dùng đang Nhưng tìm lực mồi thành của rồi vẫn phải phải lấy mana rồi. Andy sẽ mạnh hơn lực của Tùng khá khá, bởi vì Đúng rồi. là Andy có bộ tài nguyên. Có hai bộ tài nguyên và bộ vàng là đủ cả, rồi Tùng thì như chưa có bộ nào. Đây là hai mỏ của Handy, chúng ta nhìn thấy khá đẹp, chỉ mất nửa ngày để có thể lấy được hai mỏ luôn. Andy nên chạy check mid một turn rồi sau đấy mới nên đẩy thành Titan. Cơ bản là không nên bỏ mid hoàn toàn, Đúng rồi. thường là người ta đánh người ta sẽ không bao giờ bỏ như Đấy, thế. mid là nơi mà chúng ta build chỉ số rất là nhanh, không nên bỏ hoàn toàn. Và cái thời kỳ này thì nên có thiên thần làm chủ lực, cái lượng đấy vẫn khoang tăng trong thành. Nên xác định là ra mid để xem có thêm chỉ số, và may ra thì có thể scout được một cái bóc chim lửa chẳng hạn. Nó là cái nguồn đảm bảo chỉ số. Và nếu như cái điều kiện mà Handy đang có diplo thì cái việc mà thấy nhà rồng đánh luôn cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng, khi mà giật được nhà rồng từ tay của Tùng và tăng cái lượng tài chính của bản thân lên. Đây rồi, em đi thấy luôn thư viện rồi, khá đỏ. Hết lực rồi, chúng ta sẽ quay lại với bên Tùng xem sách gió chim lửa có thể đít được không. Thực ra không nên trách vội, bởi vì 7 con hiện tiền tại theo chả là sẽ có. là 3 con thôi. Nếu giờ chưa cần chim lửa, chủ yếu cầm tốc thôi, chu lực chưa đủ quá nhiều để mạnh thì có lẽ nên Deep để. luôn được, deep để lấy số lượng đi càn map. Nếu mà để được sang tuần sau thì khá là ổn. Về tài chính Tùng cũng đang hơi yếu một chút xíu, tập trung đánh nhà rồng vét bên này rồi. Deep. Handy rất là xui, sang bên này tìm nhà rồng nhưng chưa thấy, nhưng Tùng vừa sang lấy cái con chim lửa để thấy luôn nhà rồng. Nên quick như thế là khá đẹp. Silver nhiều khi đánh còn dở hơn.
không nên. Vấn đề là con lùn kia đánh có chết được con cọc rồng 4 năm chết luôn. Bây giờ vị trí hậu khá là xấu. Đánh con rồng cũng khó, bởi vì đánh bây giờ là một là bị thổi đôi, hai là thổi đôi đấy, cái vấn đề là như thế. Cho nên là không nên cho con thần đất đấm vội. Và đấy thổi ngang từ trái sang là xong. Bởi vì con rồng hai ô rồi. Trời ơi, mất 8 thần đất. Bây giờ Tùng có lẽ là phải chắt chiêu quân số hơn được. Đánh với thiên thần mà cứ thiếu thịt này rất là nguy hiểm. 27 con mà 24, 25% theo, tức là 20 gọi là 6 con. 6 con với giá 54.000 tiền, chưa đủ tiền. Nhưng mà phải đánh nó lấy bóc không? Đánh thôi. Không nên deep và mid. Quá là đắt. Ở bên side zone chúng ta có thể deep được 50%, còn ở bên mid thì chúng ta chỉ deep được 25% thôi. Tùng cũng đang tiếc cọc deep. Tương lai đi. Chắc chắn là ý định thế rồi, nếu không thì sẽ phải đánh bóc thôi. Đấm bốc rồi. Hiện tại như ta nhìn thấy mana power của Tùng đang rất là to, 39 power, gọi được đến 100 năm mấy con thần gió. Nhưng mà Tùng không nên ngủ ngoài như thế này. Vậy có lẽ là Tùng đã check chỉ số của bên Handy và thấy rằng Handy chỉ số khá thấp hơn Tùng nhiều, tự tin ngoài đi ngủ ngoài. Này thì tơn lực rất là chạy chứ chậm. Và đặc biệt là khi cầm con lùn đúng không? Hiện lùn tại thì chúng ta nhìn thấy Tùng ra mid được một tuần rồi, nhưng cái phần scout của Tùng vẫn đang hơi mỏng, bởi vì Tùng đi lại cái đường mà đã scout quá nhiều. Thế cho nên là cái việc mà mở mid của Tùng vẫn đang hơi hơi mỏng, mở chưa được nhiều. Bây giờ cùng có lẽ anh đẩy lên góc bên phải hoặc bên trên để tìm thêm một số yếu tố mà mình cần. Cái việc cố build như này làm kinh tế thì Tùng quá yếu. Tùng có build được chip và build Tùng cũng không đủ tiền. Đấy điều chắc chắn. Đúng vậy. Bài này của Tùng bên kia cũng có khả năng càn nhà rồng nữa. Cho nên là nếu Tùng không được free toàn bộ nhà rồng, khả năng Tùng chỉ build được 2/3. Bởi Andy đang KS nhà rồng rất là mạnh. Nhưng vừa rồi thì cũng may là Tùng KS lại được của Handy. Handy mở gần đến cái nhà rồng kia và thấy rằng Tùng bị, mà chưa kịp đánh lúc ấy thì Handy chưa kịp đánh cho hết mana, Tùng ra Tùng KS luôn cái nhà rồng của Handy. Một thư viện này, một cái Colossus bên trái luôn, thêm 2 power. Tầm này chỉ có power mà thúc thôi. Đường đi cũng không phải là quá đẹp, chung là ngủ ở đây vẫn thoải mái đấy. Đo hơi sớm. Handy có định build một trong hai xoay zone không hay là về nhà build chim lửa? 4 thiên thần. Có lẽ Handy sẽ ngủ thôi, chúng ta sang bên Tùng xem, bởi cái lượng tài nguyên, bộ tài nguyên cũng phải chắc chắn Handy sẽ build tất cả những cái gì mà cần thiết thôi. Nhưng mà Handy cũng không build kinh tế. Đúng rồi, chúng ta thấy rằng là tất cả các thành của Handy đều không build gì. Handy bỏ qua cái phần kinh tế rồi. Có thể là sẽ có ý định rớt là cuối tuần này, đấy ra cuối tuần này thôi, bởi vì nếu mà có thì chắc chắn Handy sẽ build thôi. Có diplo mà không build kinh tế thì thấy có gì đó sai sai rồi. Vậy thì có thể Handy sẽ có ý định đẩy ra cuối tuần này. Nhưng cái thực lực của Handy hiện tại với cái chỉ một thiên thần không thì hơi khó nha. Bây giờ có lẽ Tùng lên ăn nốt cái Colossus không có đo, ăn nốt Colossus không về cất bớt quân thôi. Quyết định ăn bỏ sạch lốp. Đấy, cái việc là không có... cái... cố build quá đúng không? Thành ra là... luôn luôn phải lao theo các mỏ sạch lốp này thì... vừa rồi chúng ta thấy rằng là Tùng có thể ăn được cái Colossus tăng 2 power. Ra tầm này power càng khỏe càng có lợi khi có chim lửa đi trước. Giày thiên thần Tùng có chưa nhưng mà chắc chắn không đủ lực rồi, phải về thôi. Cố gắng up một con CC và up một con chim lửa trước thôi thì là đẹp. Mai vẫn phải để con đấy ở nhà thôi. Một con cầm đi thì để mất thôi. Cố cái đặng là cố gắng vẫn build trong tuần này. Hiện tại thấy rằng tài chính của Tùng đang khá là yếu.
Và đúng như An B nhận định thì nên build một trong tuần trước vừa rồi, không nên cố quá vào mấy cái kia đổi chắc quá nhiều, khiến cho tài chính của Tùng như tới tuần này khá là mỏng. Theo An B thì những với những gì mà Handy đang thể hiện thì có khả năng Handy sẽ đẩy ra vào cuối tuần này không, khi mà thấy Handy không build tài chính? Áp thiên thần. Cầu gió, khi thiên thần ở bên phải như Handy chứ có khi thiên thần phải không nhỉ? Đúng rồi, kiếm cái giáp kia cao hơn chút chắc là do chưa có khi thiên thần. Nếu kiếm thiên thần thôi. Đánh nhà rồng, Colossus. Andy thì bây giờ nên tập trung vào chỉ số và đúng rồi. Đánh nhà rồng để lấy tiền deep low. Có lẽ sẽ đến đây, có lẽ xuống lòng đất luôn thôi. Andy không không tách thiên thần này đánh rất là kiểu đánh rất là tự điều khiển rất là nhiều đúng không? Mất mất thời gian đúng không? Tách thiên thần chắc chắn AI nó sẽ đánh không mất một con nào cả. Đúng rồi, chỉ việc quick thôi. Đấy, khi, cuối cùng là lấy thiên thần và cầu gió luôn trong một turn. Hình như Handy chưa có cầu gió thì có nghĩ là có lẽ là sẽ lấy cầu gió tuần này thôi. Nhưng mà mình nghĩ là lên xuống check lòng đất thì hay hơn. Cầu gió thì chỗ này vẫn còn một cái chỗ đổ tài nguyên kia thì có lẽ là kiểu gì vẫn ra một tuần nữa. Không thì bây giờ về không đủ lực về thành ngủ rồi, còn 72 mover buộc phải ngủ ngoài thôi. Ăn ghế xong 72 mover, bởi vì Handy trước khi ăn là có dư thêm 141 mover nữa thì gọi là hơn 200 mover đủ thoải mái hồi thanh. Cuối cùng là vẫn ngủ ngoài. Xây chợ rồi, quyết định là xây chợ. Bắt đầu xây, không xây thành tuyết rồi. À với cả Andy là lấy offense như này thì đánh thành tuyết hơi khó. Nếu mà lấy offense như này có thể chuyển sang build thành ma. Rồi quay lại với màn hình của bên Tùng. Ra con chim lửa cất lại hợp lý thôi. Để lấy slot có thể nhặt thêm box và một con đế mang đi cũng không giải quyết nhiều vấn đề. Tách thì nên tách thần lửa ra để tốc cao hơn, nếu phải cần đánh cấm phản cho thần đất đánh lên. Đánh dùng bớp rồi, bỏ là đúng. Dùng bớp không được nhiều quá kinh nghiệm tầm điểm này nữa, nhưng mà chỉ tránh thao hiệt quân quá nhiều bởi phép của con dùng bớp vẫn lên. Đây rồi, Tùng đã nhìn thấy hai bộ tài nguyên, đây là quan trọng nhất. Bộ con ngỗng vàng bên trên. Giải cơn khát rồi. Hiện tại thì để đánh giá thực lực hiện tại thì bên Handy lại đang rất là mạnh với sở hữu 16 con thiên thần, với con 14 con mang đi và còn 2 con trong thành chưa lấy nữa theo như mình nhớ. Thì 16 con thiên thần mà Tùng bây giờ lúc thời điểm mà lên tuần 4 là bắt đầu nên có nhẫn chống hồi sinh. Tuần 4 là về cơ bản là thiên thần có thể khá là đông, 6 chim lửa rất là đẹp, bộ tài nguyên và con ngỗng vàng bên trên. Nên đánh ô bên phải để có thể lên thẳng mỏ chìa chim, rồi Tùng đánh bên dưới mất thêm một mover. Hiện tại đấy chắc phải đo lên thôi, mà hết đo rồi. Ngủ ngoài thôi, tơ này nhìn thấy thư thôi. Viện. Quan trọng là vị trí này khá là gần thành góc bên kia, nếu bên kia đánh thì rất là nguy hiểm nhé. Về thành hợp lý hơn thôi, không nên cố quá. Thường thì em sẽ ngủ ngoài và em chạy sang bên trái. Đấy. Cái tầm đấy khá là khó để chạm. Tầm kia là giữa hai thành rồi, vẫn có thể đến đấy. Ăn điện. Mặc dù là giữa hai thành nhưng mà kiểu nó không phải toàn bộ là trên đường ấy. Đấy. Nó vẫn sẽ có một đoạn để chạy. Nhưng mà cẩn thận thì vẫn nên về thôi. Bởi vì tuần này thiên thần có thể đạt đến ngưỡng 14-15 con tối thiểu. Nếu bên kia build thì nên cẩn thận mà nên về thì cũng hợp lý thôi. Như tầm này 15 con thiên thần, 16 thiên thần kia mà tóm được là cũng hơi mệt nha. Mặc dù chim lửa đi trước. Power này thì cũng không ngại, nhưng không ngại loại trừ khả năng bên kia công nhưng trên đường đi nhặt được chim lửa. Còn nếu bên kia chỉ thiên thần không công tầm này với Tùng thì khả năng nó vẫn gãy thôi. Và đặc biệt là nếu như Handy mà có khả năng xem cái tavern mà biết Tùng có chim lửa áp thì chắc chắn cũng không mạo hiểm tấn công ngay bây giờ. Với cái chỉ số của Tùng bây giờ thì quay lại với Handy thôi. Đấy, như vừa rồi chúng ta cũng thấy động thái liên tục check tavern của Handy chứ không phải là không check như chúng ta nhìn thấy, mà thường là lúc ngủ Handy tranh thủ check luôn.
Tại thì Andy sẽ quyết định nhào xuống lòng đất lấy phép luôn hay không. Đang liên tục check vị trí của Tùng. Thế Tùng về rồi. Nhưng hiện tại power của Andy cũng đã lên 34 rồi. Đánh thôi. Superman. Thật ra những cọc mà quân thiên thần thế thì không nên đánh nó, bởi vì sau này nếu mà deep được mấy cọc kia mà có dư thì lấy thêm những cọc mà gần thành. Con ba lách rồi không, mình không biết là nhiều, không nhớ được gần thành không, nhưng mà thiên thần đang bị agin rồi. May quá. Gọi thiên con thần không. Cờ lông thiên thần ra thôi, bây giờ phải cờ lông thiên thần thôi. Quên không đeo sách gió ạ. À. Không đeo rất sách nước. Là tai hại, thực sự rất là tai hại. Bây giờ buộc quay về gọi con thần gió ra thôi. Để giữ chém thêm thôi. Thiên thần, gọi con chém thần gió chết ra. Mà. Chém hai phát là nhưng chết con kia rồi. Khả năng nó cắn. À vừa rồi là nhường lượt à. Mất ba con thiên thần chỉ vì tai hại quên không đeo thần sách gió, à sách nước ạ. À. Đồ mất ba thiên thần, vãi phí thế. Không đeo sách nước. Vừa rồi là Handy nên chúng ta thấy rằng Handy có máy chuẩn chút là hơi bức xúc một tí thôi, nhưng mà nếu tật tụ ở đây Timmy khả năng phải tắt mic tắt loa có độ 10 giây để ngồi chửi ạ. Ba con thiên thần thật sự là quá sót. Timmy là nó GG rồi anh ạ. Timmy nhiều khả năng là GG luôn thật ý. Nhưng tầm này cũng GG rồi, bởi vì tầm này nền tảng thiên thần nếu đánh càng lâu thì càng ngọ cũng vẫn là ổn thôi. Mặc dù hiện tại thì cũng chưa phải là vững vàng được, nhưng mà về tương lai thì thiên thần vẫn luôn là ổn. Bây giờ đi bán đồ không phải đi deep thôi. Lấy lại trả lại mất Tùng thôi. Quan trọng là Handy chưa nhìn thấy cọc deep. Đấy. Hiện tại cầm hai con chim lửa đi đánh. Một con chưa up và một up. Mũ level 5 chăng? Tiện đường thôi. Mũ level 5 tí về bán được giá khá nhiều. Còn tầm này phép thiếc thì cũng đầy đủ rồi, chỉ còn cái bên thành Handy bây giờ bên thành con chim lửa thì hầu như là không dùng được phép gì ở với hệ lửa cả. Cảm giác bây giờ Handy lại bị yếu hơn Tùng rồi. Thật ra nãy giờ là yếu rồi, thật ra chỉ còn có mười mấy con thiên thần, thật ra nếu mà không gặp được con chim lửa trên đường đi thì không thể nào không Tùng được, nó thẳng thế cho nhanh. Thiên thần kia protect vào thì may ra mới chơi được, nhưng mà vẫn có một trường hợp nữa là Tùng với lượng đông quân đông này có nhận chống hồi sinh thì thiên thần cũng không thể làm gì được. Anh cái này để tiện đánh thư viện vào ngày mai. Nhưng mà như này là phải ngủ ngoài. Quân này thì không thể ngủ ngoài được. Nãy cầm đại quân đi thì còn ngủ ngoài được. Cái quân này chắc khả năng là sẽ không đánh về thư viện ngay, đúng đấy. Nhưng mà Tùng còn một đo mà, sao cố unbox này. Chắc là unbox này vẫn còn đủ lực. Nếu mà unbox này cái lực của Tùng bây giờ hiện tại đang là 600 nhìn mover. Nếu mà sao mình nhìn kia khả năng là, à không đủ, chỗ kia chỉ khoảng 500 mover thôi. Ăn xong rồi chắc là đo được một dư được 200 mover để đo scout xong về. Bởi bóc này cái không quá ngon, không ngờ đáng giá bằng cái thư viện cả. Đấy. Rồi như vậy là cả hai bên đều có ngỗng và bộ tài nguyên. Cuối tuần này tuần Tùng sẽ cố gắng chip của build theo cái lịch trình ban đầu thôi. Vấn đề là bây giờ cũng chưa thấy thêm nhà rồng. Những nhà rồng nhìn thấy được thì đã đánh rồi, có lẽ lên scout thẳng lên đỉnh thôi. Lên thành góc bên trên của mình thôi. Bên dưới này thì khó, khi mà vừa rồi thì có rất nhiều chỉ số bên dưới này, nhưng vấn đề là Tùng đã scout quá nhiều bên dưới rồi thì không nên đi lại những đoạn vừa dài như thế nữa, mà tốt nhất là lên sang lên bên trên. Ambe thấy có hợp lý hơn là xuống dưới không? Chắc lên là đẹp rồi. Đúng rồi, lên bên dưới scout nhiều rồi nên đi lại thì sẽ không mở thêm nhiều nữa. Có nhiều bóc ngon thì mình có thể ngủ ngoài và turn sau lấy thành phía trên luôn. Đúng vậy. Tại thì VS Handy, chúng ta thấy là trận vừa rồi vô tình quên sách nước đã mất 3 con thiên thần rồi. Bây giờ thì đúng là 15 con thiên thần, giờ còn 12 con. Chủ yếu đi khá là nhiều. Thì bây giờ thì phải tìm ra cái phương án phát triển của mình. Ngay từ bây giờ 1-4-4 mà cảm giác vẫn kiểu vẫn đang hơi hoang mang như này, là kiểu vẫn đang hơi rối về cái việc là mình đấy. Ok, đã nhìn thấy cọc deep titan, liệu có đánh titan đâu. Chắc là sẽ đánh thôi, bây giờ thì buộc phải đánh thôi. Hai được thành ven đều là hai thành titan, có khả năng chip build nếu giàu. Nhưng mà khả năng là
không có không xây kinh tế ngay từ bây giờ thì cũng khó, hơi khó. cũng hơi khó vì gần hết tuần 4 rồi, nếu mà xây sang ngay 1x thì không còn nhiều giá trị nữa. Tất nhiên là vẫn Kể xây được nhưng số ra lượng nó không đạt được như ý để mà vào final file. lúc nãy Handy mà quyết đánh Bill Ngựa Ma rồi anh nhỉ, Ngựa Ma rất là nhiều thành anh nhỉ, Thật ra mười đây đây là phải một mười mười đây mấy là cái một ngân cái hàng. ví dụ trong cái trường hợp mà khả năng xoay sở khi gặp bài là nó chưa được nhanh. Bởi vì khi nhiều người chơi vẫn còn bị cái Nhưng chất mà lượng là mọi mình người nếu mà để ý ấy thì mẹ quá là dòng xương áp luôn, nếu mà đánh ngựa ma cũng ai ổn học dòng mà. xương thì hơi bị Đấy, kinh. mà dòng nếu như xương canh hồng đất chứ có phải ấy đâu. nếu là anh build build bạo tính build từ tuần trước luôn rồi ấy, chủ động build từ tuần trước luôn rồi đấy. Tất nhiên bởi vì là có một số chúng ta vẫn có thói quen là chúng ta cố định áp đặt theo một cái bài mà chúng ta đã tính từ trước, cho nên nhiều khi khả năng xoay sở khi mà cái bài nó không ý, nhưng vừa rồi Handy thì cố gắng sang để tìm cọc thiên thần thôi, chỉ build thiên thần thôi, và bây giờ Bên này ba ba thì mấy con đồng xương, bên kia cũng ba mấy con, Titan. xong là ngay bên ngoài lại có thêm một cọc đồng xương, chưa check là bao nhiêu con nhưng đoán là lót. Thế là chỉ tính không deep low thôi, là em nhìn qua trận này đã có thể có khả năng deep được 50 con rồng xương rồi. Đấy. Hơn 50 con rồng xương áp cực mạnh. Ở thời điểm này giờ thì có thêm chim lửa rồi. Tự 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 tin rồi. Không, Thật cái ra việc kể cả mà là chim lửa này chỉ cấm tốc thôi, vấn đề là quân của hai bên nếu mà được protect vào thì Handy lấy gì ra mà chơi, vấn đề là như thế. 14 con à 15 con thiên thần với 12 con thiên thần đôi khi là có sự chênh lệch khá lớn, nhưng mà đây là tuần thứ tư rồi chứ không phải là tuần thứ ba. Nếu tuần thứ ba thì 12 con thiên thần kia vẫn đủ quẩy thôi, nhưng bây giờ tuần thì tuần thứ cũng nhiều tư không rồi ít nhưng mà toàn là đi 25%. đấy. Lốt con này thì chắc là hậu áp hoặc chim lửa tiếp. Chim lửa, khả năng là chim lửa 21 con, khả năng vẫn là chim lửa hậu hậu luôn ạ. Rất nhiều cọc deep nhưng vấn đề là nó lại ở mid chứ không phải, nó khá là đắt, mình nghĩ là chưa nên vội, khi nào tài chính mạnh thì tính sau, bỏ qua thôi. Cái bốc con lót chim lửa canh kia có hai mấy con thì không chưa chắc là chim lửa đâu, có khi là hậu hoặc thần đất, có khi trẻ thần đất, không nên vội, cứ để đấy nữa xong mà không thấy cọc deep nào Cứ bên lấy kinh tế để chip vào build chim lửa hơn. tơ này nên ngủ ngoài. Thường thì sẽ có một cái có số một cái có một số khu vực mà nên ngủ ngoài, Đó là ví khu dụ an như cái toàn, khu safe zone. vực đứng, bởi vì nó sẽ đứng nó ở lửng lơ giữa các cái thành của mình, cho nên là Đúng rất là rồi. khó có một cái turn nào đấy để mình quay lại đấy mình ăn tiếp. Đúng Cho nên những cái turn mà mình đã kiểu đang ở đấy rồi ấy, mà không có áp lực gì lớn quá cả thì nên là ở Đúng rồi, đấy mà tiếp những tục khu ở đấy chắc đấy chắn là safe zone thôi, chắc chắn đối phương không thể với tới được. Mana thì đấy. cũng tương đối, không cần thiết phải về. Kiểu không có áp lực như kiểu là đối phương chuẩn đang ra để chuẩn bị Đúng chiếm rồi. mid của mình thì tốt nhất là những cái tên như thế nên ở lại. Trong khi những cái tên mà giáp danh với thành của địch rất nguy hiểm thì Tùng lại quyết định ở lại. Này là thích cảm giác mạnh rồi. Đúng Có thể là ở lại cái thành đấy, ở lại cái khu vực đấy, xong rồi tôi sau chiếm luôn cái sai thao bên cạnh thì luôn kìa, vậy. nhưng mà đi về này tự nhiên lại mất công. Andy thì Hình như nghe vừa lại rồi ra là ít Tiểu Linh cũng đã vào nữa rồi đúng rồi. không? Hình như vừa rồi Tiểu Linh Đó vào rồi em đúng vừa vào. không? Vừa vào. Vì các tổ bao nhiêu thiên thần này đang lái xe không nhìn thấy. Anh thì Thế có lẽ đợt này mới là đâm vào dụng xương canh lòng đất chết ba con rồi thời điểm này thì hơi anh có lẽ đen. anh tin vào bài của Tùng Mình hơn là build của chim lửa này thì setup hoàn hảo của Tùng sẽ là một cái nhân tốc và một cái nhân cấm hồi sinh chứ không cần phải bộ đúng máu. rồi, không cần bộ Mình máu hơn tốc thì mình chơi Fog Fill clone, mình bắn chết hết chúng nó luôn, không và cần đặc phải biệt là bộ máu. không nên chơi Chơi nhận mấy bỏ những chống hồi sinh khi chơi với thiên thần, cái đấy là điều đương nhiên. Đúng rồi. Không một phép Chim hồi sinh chim nào bộ mạnh bằng hồi sinh của thiên thần. chim bộ build mà về cuối nó phải tầm 100 bao nhiêu con phượng ấy, nên là mình đeo nhân tốc vào thì mình sẽ có tốc hơn hẳn phượng bên kia, Đúng thì rồi. mình có thể clone mình cắn được, mình không sợ con phượng bên kia xe tự tốc Đúng đấy. vậy. Hình như Andy định nhặt quân ở mỏ thiên thần để đẩy cuối tuần hay sao ấy. Sao mà đẩy Thì được? có khả năng thôi, khi mà có chim lửa rồi thì vẫn có khả năng thôi.
bởi vì cũng chúng ta cũng nhìn thấy một điều là Handy không xây tài chính, nên mà đấy Handy có dip và cũng đã dip sớm rồi thì biết chắc chắn là nếu như một người xây đánh về lết thì chắc chắn là phải cố gắng build tài chính lên. Và vừa rồi chúng bởi ta vì thấy rằng Handy bây giờ Andy đang cầm 86.000 tiền, nếu không nghĩ là cách tiêu mà đã thế muốn đi dip Enchanter, mua quân để dip Enchanter nhưng mà quân vẫn yếu quá không theo, quên điện chưa áp thiên thần. Xem Mark Willever ở đây à? Để có lẽ ý định là ngủ đây không? Kill của hai bên có tốt không anh Nam? Không theo. Ơi. Kill của hai bên có tốt không? Có đủ bất tờ bộ cao skin thì cũng ngon, hai bên đều ngon. À đều ngon à? Ừ, hai bên đều khá là ổn rồi. Quay lại bên Tùng. Có lẽ là tia ăn đi ngủ đây thôi. Vờ bass. À vậy là xây chim lửa rồi. Bộ skin hai bên trận này khá là ổn, để hai bên lên đất sớm, bên Handy lên đất, thậm chí lên đất gió, scouting còn sớm hơn bên Tùng một chút. Sao Tùng không có bộ tài nguyên hay sao mà phải đi đánh có tốt nhưng mà này. Chắc là Tùng muốn lấy tài nguyên nhanh để có thể up luôn trong tuần này, bởi vì là hôm nay là 1.46 rồi, vẫn có khả năng bị nguy cơ là bị đẩy cuối tuần. Tham minh của thiên thần cuối tuần này cũng khá là ổn. Đấy. Đấy. Đúng vậy. Đồ thì Tùng bán hết rồi thì phải như vừa rồi chúng ta nhìn thấy Tùng bán hết rồi và vẫn đang thiếu nồi khá nhiều. Sách lửa và cầu lửa, không biết là tướng có cái skin lửa cuối cùng hay không. Vừa rồi trước đây thì thấy chúng ta thấy Tùng vẫn thiếu một slot skin nhưng mà đến giờ chắc đủ hết rồi. Bóc hot hậu chắc là thần đất thôi. Hot hậu ác. Tầm này mình xác định triple build thì mình phải ưu tiên cắm mỏ chim với cả kiếm nhà rồng chứ không phải nhánh sạch lốp này nó mất thời gian. Hiện tại thì Tùng cũng đánh khá nhiều nhà rồng rồi nhưng còn một góc trên bên góc khoảng 10 từ 11 giờ đến 12 giờ Tùng chưa mở, có lẽ lên scout lên trên đấy. Đi lại những cái nước mà mình đã đi rồi không phải một nước đi hay. Nó sẽ không tối giờ. Đúng rồi. Những chỗ mình thấy rồi là có những cái mình cần mình đã lấy hết rồi, còn những cái chưa cần thì cũng không cần nữa. Thế cho nên là nên scout lên góc từ 11 giờ đến 12 giờ. Cái kiểu triple build mà không build kinh tế như này không thể sóc được phượng vào đầu tuần sau. Đúng vậy, cổ một bài toán kinh tế khá khó khăn khi mà hiện tại 1.46 thì còn có 7.000 tiền thôi. Trở lại với Handy. Thật ra trận này thì Tùng đánh với một tư tưởng và tâm lý thoải mái hơn. Khi ở trận đấu tuyệt đầu tiên thì Tùng cũng đã thắng Andy được một trận bằng một cái, phải nói là trận đấu thể hiện cái năng lực của Green Dan, một tướng rất là OP. Không biết liệu cái hành động mà triple build chim lửa nó hơi trái bình thường. Mình thấy Tùng xây không phải Tùng xây khá là từ tốn và chắc bài hôm nay cố gắng xây triple build chim lửa, không biết là có phải dựa vào cái trận của Tiểu Linh không trước hay không, không biết. À, nhưng mà đúng là như thế thì mới là chắc bài, với cả trận này Tùng nó cũng học hỏi nhiều mà. Ừ. Nó phải thể hiện mình nghĩ là trận này Tùng đang đánh theo kiểu chiêu thôi, đánh kiểu chiêu thôi, bởi vì là Tùng đang có một cái vốn là một trận thắng trước rồi và hiện tại chiếu không biết chim lửa cũng ổn nên là Tùng đánh đang cố gắng thử xem thực lực của mình build đến đâu thôi. Biết chim lửa là một thành rất là mạnh đấy. Đúng rồi, cái còn cái bài toán kinh tế thì có lẽ Tùng cũng đoán được thôi, nhưng mà Tùng không ngại bởi vì trận này Tùng có lợi thế một trận nên ra cuộn nó tự tin hơn. Tùng nó không hay chip build của bài này anh Nam. Không, Tùng cũng chip build nhưng vấn đề là bình thường Tùng đánh bài khá là chắc. Nếu như anh em đã chơi với Tùng rồi, Tùng cũng là một người build khá là chắc và tính toán kinh tế cũng khá là ổn. Bình khỏe. Đấy, cho nên là cái việc mà mạo hiểm cuối tuần không có tiền để chip build này nó hơi không giống với phong cách của Tùng mà chúng ta biết. Như vậy là chúng ta đã thấy biểu hiện là việc đẩy ra 1.46 tham minh 1.47 sẽ đẩy ra mid. Hai power gần thành nên ăn thôi. 16 thiên thần cơ à? Nhiều pet nhỉ. 16 thiên thần, 4 con chim lửa và bên kia thì cũng 16 chim lửa. Đáng lẽ là 19. Là bên với cái lượng quân này thì bên Tùng đang có một cái mà chưa đang vẫn thiếu để chơi với thiên thần, đó là cái nhận chống hồi sinh. Hình như chúng ta thấy rằng Tùng chưa nhặt được nhận chống hồi sinh thì phải. Vòng thiên thần, một cái thứ vật mini, vòng thiên thần cộng 3 chỉ số tất cả. Rồi, chúng ta quay lại về Tùng, có nhìn thấy không? Tùng chắc nhìn thấy rồi.
hai bác đi lúc phải đánh bóc rồi, không thể deep nữa rồi. Bây giờ phải tập trung vào thịt thôi, đúng rồi. Và cần thành chỉ số thì Tùng cũng ăn hết rồi, không thể đi xa hơn được nữa. Cái thời điểm rất là nhạy cảm. Đấy, cái việc double bill bill nhiều quá Tùng làm cho là bây giờ Đấy. cũng không có nhà để áp áp quân gộp lại á. Đấy, vấn đề là như thế. Đang tìm nhẫn chống hồi sinh, hiện tại Tùng chưa thấy nhẫn chống hồi sinh đâu cả. Khá là khó cho Tùng ở trận này. Nhìn Cả thấy đúng lăng hướng rớt bỏ nhưng lại không có nhẫn chống hồi sinh. build castle, bây giờ phải build castle, tuần sau bị đánh rồi. Mid bây giờ phải build castle. Có lẽ phải thế thôi, đang dồn tiền lấy đá rồi, Citadel, chỉ xây Citadel thôi. Bây giờ cái vấn đề mà nan giải nhất là hồi sinh của thiên thần bằng clone. Nó có đồ tăng, không có đồ tăng tốc theo thua. Nhận tốc thì bên dưới mà có rồi nhưng không, lúc phải đi Nó qua có không phần tiện mềm đường đấy, không? có khả năng có rồi, up được thần đất rồi. Wow, cũng rất là khỏe nha, 200 con thần đất, nhưng vấn đề bài toán cuối cùng vẫn là chống hồi sinh con thiên thần kiểu gì. Hai trăm con thần đất. Uf. Cũng vẫn là Đây là kinh nha, Tùng 200 thần đất cũng là kinh nha. Nếu teleport được Tùng gặp thiên thần thì cũng kinh Tùng phết. nó lấy thần đất ở đâu mà nhanh, mà nhanh thế nhỉ? Hai Nhặt trăm bóc thôi, con nhặt bóc thôi, thần hai đất bóc. thì 50 con một bóc, thì 50 con không áp, 30 con áp thì thực ra nó cũng nhiều. Nhanh thôi. Tách luôn là gì nhỉ? Có rất nhiều con có khả năng búp thì lại tách luôn. Bây giờ tách một con thần đất ra cáp protect from earth cho con thần đất là đẹp. Đúng rồi. Tinh Nó tách rồi. con Bây giờ luôn. thần đất là khỏe nhất, là sợ nhất là Meteosol thôi. Không không Nhận không. có những chống hồi sinh rồi. Có những chống hồi sinh rồi, một trận đấu rất là căng nha. Tùng có Thiên vẻ là thần. thiếu Tùng slot đồ à, cầm cung thẳng à, hơi hơi ảo. rồi Tùng đã giấu quân rồi, giấu chỉ số rồi. Mình nghĩ là Tùng tách con lùn đấy, thay tách con lùn đến tách con thần đất ra để protect from earth cho con thần đất thì rất là mạnh. Thần đất theo bản chất nó kháng kháng trên lighting rồi, và nếu giờ kháng cái Meteosol nữa thì Tùng rất tự tin và đánh không cần mất tơn cắt phép. Con thần đất là nhân đôi đam. và cầm thêm một đồ nữa, nhưng ví dụ Nhìn như thấy kẻ thương phải thần đất bọc là cũng hơi ngại nhá. Bây giờ là có cọc xác, nhưng vấn đề 16 có mấy 16 thiên thần kia. Bên kia có nhận chống hồi sinh. Andy là có tiền để mà deep thêm một cọc nữa và có một slot đồ để cầm thêm một cái gì đấy, nếu mà không lấy thì có thể Tách là 3 chim phí. 1 chim lửa này để nhận cầm tốc thôi. Để chắc chắn là đảm bảo được cái tốc thôi. Vậy thì khả năng nếu mà tách 2 chim lửa giữ tốc thì khả năng sẽ có một quả trên đầu tiên. Bình Trên đi thường nếu mà không? đánh Potech thì chúng ta chỉ cần đến một con chim lửa thôi. 50.000 Đi. tiền để lấy được hai con thiên thần. Nếu Tầm mà này deep mà tầm lấy này ra thì khả năng ngủ ngoài rất là cao. À đâu, 500 không mover vẫn đủ, đánh vẫn đủ. Vẫn đo về ngủ được. À đo về đánh được. không đánh chứ Đo về đánh thôi. nên cầm thêm cầu nước. Thực ra nếu thừa, đúng mà thừa 100 tốc nên là lấy thêm cầu nước. Cầu nước có là quan trọng ở trong những cái pha gọi là Dùng protect hết Ice rồi, Ball đúng thì không? ném mai không Ice Ball lắm. cũng rất là mạnh. Rồi, chúng ta đi đến vào cuộc trận chiến cuối cùng xem nào. Hiện tại thì khả năng là quả trên đầu tiên chăng? Tách hai chim lửa khả năng sẽ có quả trên đầu tiên. Còn nếu mà protect rồi thì không cần giữ tốc nữa. Sẽ tính toán thôi. Vấn đề là bên giờ bên Tùng lại đang lợi thế hơn nhờ, cái nhẫn tốc. 200 con thần đất là một vấn đề cực nan giải. Vô tích rồi. Chúng ta sang bên Tùng xem mà sắp tới Tùng sẽ tính toán phép gì nào. Trên thiên thần từ đầu khi được vô tích rồi là một cái phương pháp không phải là tốt. Hiện tại power của Tùng bị giảm xuống còn 27. Cần phải tính toán vì người ta power 238 nên vô tích thôi. Đánh bền thôi. Nhường tơn. Ở 38 rồi. Bao 38. Hai đến ba nhưng mà nên nhường lượt, bởi vì bên thiên chim lửa tốc cao hơn có thể nhường đánh cuối tơn, không nên ra ngoài cho cung bắn thẳng. 100 thần set và
223 thần đất, một thực lực rất là mạnh, nếu đánh chống hồi sinh và thêm 36 hậu, nhưng tuy chưa áp. Trận này Tùng di chuyển ở trên map có một bỏ thư viện hơi nhiều. Nhưng thấy là có hai lần tham một bóc mà bỏ một thư viện, một bóc giá trị nó cũng bằng thư viện. Con mà. Quân Tùng hiện tại vẫn đang mạnh hơn, nhưng mà quan trọng là chiến lược hai bên sẽ như thế nào. Mana Tùng cũng đang dày hơn. Protect và đánh là hợp lý nhất. Thần đất về cát meteo cát form protect form earth cho con chim lửa là đẹp, sau đó thì cát protect form air vào từ từ mà dãi thôi. Bây giờ thì bảo vệ con chim lửa thì đã là đẹp. Kiếm giáp hai bên Tùng cũng đang nhỉnh hơn, kiếm giáp một bên tướng chiến với tướng phép thì cứ đập tay bo cũng vẫn là ổn. Cọc 3 con ở giữa quá khó cho thiên thần để có thể đánh được cọc, gãy một cọc này 18 con. Nhưng mà vẫn có bài là cơ lông ra để đánh thôi. Quan trọng là thiên thần vẫn cơ lông ra đánh được, mặc dù cọc chính không đánh nhưng cọc cơ lông vẫn có thể đánh được. Bây giờ thì bảo vệ chim lửa chứ. Tùng vệ tính cơ lông chim lửa. Có lẽ là thế nhưng mà không nên, bởi vì là kiếm 10 số lượng bằng nhau thì đánh cũng không được bao nhiêu mà thôi. Bởi vì nếu mà cơ lông chim lửa mà giết được toàn bộ chim lửa bên kia thì đầu tơn sau có thể protect e sau. Nhưng mà vấn đề là con chim lửa có phục sinh cho nên là nó cũng hơi đau đầu. Đúng rồi, ba con thì vẫn có tỷ lệ 60%, khó. Tốt nhất bỏ con đất là phục khá an toàn. Đúng ra là phải bỏ con lửa thì đất ra đây. Chúng đất Andy vừa rồi đánh chắc là cũng phát hiện ra một, con 3 Hypno đánh con 1. Nhưng bây giờ thì bây giờ thế thì nếu mà thế Meteo thì bây giờ thiên thần Meteo thiên thần rồi, bây giờ thì tơn thứ hai rồi, thiên thần đứng trong thì chưa dám trên, thiên thần bay về nhưng vẫn bọn kia vẫn có khả năng bị ăn trên vào mặt. Hypnotist vào cuối tơn, bây giờ tơn hai vẫn chưa protect. Bên xem bên Handy xử lý nào với cái bài này. Rồi thì cứ bình tĩnh mà lùi thiên thần ra ngoài thôi. Bay ra ngoài xem quân sau trên không, thì ở bên kia đi trước. Nếu bay ra bây giờ thì bên kia sẵn sàng protect vào. Không, bên kia Meteor Sword rồi bác không, ừ đấy, à bên kia Meteor Sword đầu tơn rồi á. Thế là không protect cả. Thế thì hơi mạo hiểm, hơi mạo hiểm. Hơi mạo hiểm. Có một cái là nếu mà bên này bên Tùng mà đánh không quét cẩn thận ý, bên này nó chỉ cần trên con phượng thôi, nảy vào con phượng, con phượng một hồi sinh lợi, nếu mà hồi sinh được lại tơn sau lại được cầm tốc trên đấy rất là đấy là vấn đề rất đau đầu. Bên Handy cần phải tính toán nha, khi nếu bay ra thì con thần xét nó vẫn có thể được đánh được thiên thần, bây giờ thiên thần hết phản rồi, bay xa quá thần đất lại chui ra được. Nếu tôi hai cọc với việc thần đất nhân đôi đam. Tùng đang muốn hỏi gì? Oblivion Ring. Không một sinh vật nào được hồi sinh. À không, có đọc. Đúng thế rồi, còn phượng chúng ta bàn luận mà quên mất rằng Tùng đang có nhẫn chống hồi sinh. Thế thì đúng là cái tơn vừa nãy nên là clone. Đúng rồi, đánh hai con chim lửa cũng được. Để đầu tơn sau con clone được thổi free một phát nữa rồi protect. Có vẻ là clone tơn cuối tơn 1 tốt hơn. Đúng rồi, lúc nãy chúng ta hơi thiếu suy đoán về cái nhẫn. Lúc nãy thì cả mình và An B đều hơi lo là việc con chim lửa 3 vẫn có thể tỷ lệ hồi sinh. Nhưng mà vừa rồi là ta chợt nhớ ra là Tùng có cái nhẫn Oblivion Ring, tức là nhẫn chống tất cả các phép hồi sinh trong trận combat. Thực ra tên này Meteo luôn cũng được, bởi vì nếu mà không chết cả con chim lửa vẫn thiên thần đúng không? Con thần lửa có thể chạy ra đánh đấm con thiên thần luôn. Đúng rồi, tức là thiên thần chặn cùng thánh cũng khó. Mà bây giờ vấn đề thiên thần sẽ người ăn trên thứ hai, mặc dù giảm đến ấy rồi không, nhưng vẫn khả năng là vẫn nên là đưa thiên thần ra ngoài. Rất là khó đoán, bây giờ Andy cũng đang phải tính toán lại chiến thuật. Bè bay thiên thần ra cũng khó, chặn cổng thành cũng khó, bay về xa quá thì đến bên kia
Không được để cho con thần đất ra ngoài. Đúng rồi. Bây giờ thần lửa vẫn luôn ở trong thần đất ở ngoài cũng đủ chơi con thiên thần. Khó. Trên bây giờ thì thiên thần ăn đam thứ hai. 12 con chim lửa, còn 6 con chim lửa và 10 con thiên thần vẫn có thể xử được 6 con chim lửa đấy bằng cờ lông. Bây giờ thì nhường lượt thôi, đập free một phát thiên thần rồi. Bên kia chắc là lấy cái gì ra bo thiên thần bây giờ. Xem bên Tùng, xem Tùng sẽ tính toán tên này ra sao. Nếu mình sẽ nhường lượt hết mấy con đấy để ra đấm thiên thần thôi. Thần con thần. À, có vẻ là con thần lửa vừa quét và con chim lửa vừa bị trên sao? Ừ, vừa bị trên rồi. Bên của bên kia thì là bị delay mấy giây thôi, chúng ta nhìn không. Lẽ là nên xem máy Tùng nữa. Xem một bên thôi vậy, một bên delay ra chúng ta xem này sẽ bị bỏ lỡ rất nhiều. Hiện tại thì mình vẫn nghĩ là Tùng chủ quan khi không trên. Bởi vì có nhẫn chống hồi sinh, thực lực quân bên Tùng mạnh hơn. Có lẽ lên protect đánh từ từ thì rất là mạnh. Tùng đang cố gắng quá để mà tiêu diệt một cái gì đấy. Nó không đáng. Con chim lửa thì quá yếu, cứ gầm tốc thì cái đấy không quan trọng, khi cả hai bên đều protect rồi thì không quan trọng lắm. Bạn đang nấu món gì mà con người cũng mùi mạnh thế? Bây giờ nếu như này thì phải buộc phải lao con chim lửa ra, nếu không ăn trên hoặc mặt chim lửa chết thì thiên thần bốn con khó mà đánh được thiên thần chết trong tuần sau. Và chim lửa ăn tiếp một quả trên hoặc mặt cái thiên thần nó có thể trốn. À, như vậy là Tùng đang cố gắng kéo con thiên thần đi cùng con chim lửa để cái đám thần đất với thần lửa người luôn dễ xử lý cái đám dưới kia, mình đoán là như vậy. Thực ra là nếu cả hai con đồng quy tận thì phải nói là bên Tùng còn lại rất là mạnh so với bên Handy. Đúng rồi, vì thực ra là trận này thịt dày đi quá lại phút mà cái việc bỏ mít hoàn toàn mà lại không ăn một cái bóc nào sau khi mà ra khỏi biome làm cho quân quá là yếu. Đúng vậy. Và cái bài duy nhất của Handy trong trận này cố gắng vác theo cái đám thịt kia để vào sacrifice, nhưng mà đánh thiên thần mà chỉ dựa độc vào sacrifice thì hơi khó. Đúng chưa hả? Đến giờ thì cảm giác sẽ thở hơn cho Tùng rồi. Còn hai con thiên thần kiểu gì cũng vẫn đi thôi. Con thần xét đứng ở kia thì thiên thần chạy chỗ nào cũng bị đấm, bởi vì đang trên đất nó được cộng thêm một tốc là 9 tốc. Nó có thể đánh được mọi slot ở trên sân combat và thiên thần khó mà chạy khi lúc nãy chúng ta nhìn thấy nó đánh được từ 3 đến 4 con thiên thần. Khá là đau. Nhưng bây giờ thần đất Barrack mà chém thì cũng tụt khá nhiều, mặc dù khó có thể đi được thiên thần nhưng với con chim lửa vẫn còn kia thì vẫn khả năng chơi thiên thần, mà ngoài ra thì vẫn còn Meteor Soul nữa. Và con thần đất kia cần được protect. Vậy hypnotize chim lửa để turn được turn sau. Nhưng quan trọng là thiên thần không thể sống được qua hết cái turn thứ tư. À đâu, đây là turn thứ tư rồi. Thế là con chim, thế là bên bên của Tùng đã phải wait con chim. Bây giờ đẹp thì bay vào, không cần thiết phải vội vàng. Hai trăm hai ba thần đất khó chăn đi rồi. Khó chăn đi rồi. Bài của Andy bây giờ khả năng sẽ là gọi thần gió thôi. Để gọi thần gió và thần gió ra cố gắng protect nó để chơi thôi. Hiện tại power của Andy đang quá cao so với bên Tùng. Bây giờ chúng ta thử đoán xem là 138 con A38 power sẽ gọi được 152 con thần gió. 152 thần gió. Tùng 27 power, nếu xét dây là nhân 6, 27 nhân 6 120, 1620 cộng thêm 150 là 1770 nhân đôi lên là 3840. Rồi đi được hơn 100 thần gió, không giết được một cọc thần gió, nhưng vấn đề là mana của Tùng vẫn đang mạnh hơn nên không có gì vấn đề phải lo ngại cả. Chim lửa chặn kia lại rồi và bây giờ vẫn có thể là dispel không?
Hai bầu à? Dispel con chim lửa được mà. Thực ra ai bầu nó không quá hay. Đó, cái việc ai thế là xong cho. Nhưng mà nên để cuối tược. Bây giờ nhường lượt đi, cuối tược rồi thì dispel ra. Bởi vì con hậu hình như là con cần tốc. Pit cao nhất trên sân là con hậu. Nên nhường lượt cuối lượt, đúng rồi. Cuối lượt dispel lấy tân đầu tân sau đánh ù ạt ra là ngon, không cần thiết phải vội. Kiếm giáp ao, hậu là mon mon cũng ao, ao lever. Tốt nhất nhường lượt đến khi nào tân quay về con hậu thì dispel chim lửa ra đầu tân sau là cầm tốc thế thôi. Nhường. Rồi, bọn kia đang phải chạy giãn ra. Bên của Andy không có cầu chống dispel. Không cầu chống dispel nhưng mà cái vấn đề là nếu mà không lên Xper thì khó. Bởi vì chim lửa thực ra bị hypnotist nhưng vẫn dispel được mà. Bởi vì lỡ một con mình nó chỉ ở dưới khi điều khiển thôi. Đấy, bây giờ thì cầm tốc và Meteoso. Trên Zealot trên lên ok. Thực ra là protect rồi, nó không hiệu quả. Tốt nhất là cứ Meteo hoặc là gì đấy thôi. Có nước không? Không có nước. Evoy chạy đấy không lên nước à? Hay chưa lên? Mình nhớ lúc E Tùng vẫn còn một slot skin nữa thì phải. Nhưng mà chẳng đánh mãi không lên level. Hoặc là tay lên thần đất ra được thêm cọc nữa. Tầm này hypnotic cũng giải quyết nhiều vấn đề. Tay lên thần đất là ok. Bây giờ thì không nên hypnotic nữa. Bây giờ thì tốt nhất là gọi thần gió ra thôi. Nhưng mà gọi thần gió tầm này cũng khó. Tân sau chim lửa cầm tốc vẫn ăn một trên ở mặt. Bắt buộc là gọi thần gió rồi. Đúng rồi, bây giờ tình huống duy nhất là gọi thần gió thôi. Nó thể rằng chiến thắng có thể đã dành cho Tùng rồi. Andy là chuẩn bị cũng không kỹ càng. Thực ra nếu mà định đánh như này mà dựa nhiều vào trên thì nên cầm theo mấy con thần gió up để mà búp. Đúng rồi. Chứ cầm mấy con quân kia nó không mang lại hiệu quả. Cơ về cơ bản là cái nhận chống hồi sinh khiến cho lực lượng quân bên Andy quá mỏng, chỉ có mỗi thiên thần chủ lực thôi. Khi mà có nhận chống hồi sinh rồi cọc xác vô dụng và những cọc bên còn lại thì quá ít để có thể là chịu đòn chơi đấm tay bo. Bên này 200 thần đất và 100 con thần sét, chưa kể đến 135 lùn. Bây giờ thì có lẽ là bây giờ nếu nhường lượt bây giờ phải gọi thần gió ra nhưng mà vẫn bị ăn trên thôi, bởi vì tên quay về bên Tùng. Bây giờ nếu quét con chim lửa thì lại bị dispel, rất là khó, rất là khó, phải gọi rất là khó. Cắn con hậu luôn thôi thì con bây giờ nếu mà con thần gió đập đập thần đất. Thần gió đập thần đất thì may giấy khai đam mà. Nhưng mà khả năng là gãy rất là cao, khi đập thần đất thì nó yếu đi rồi, một trên có thể là bị tèo luôn. Thực ra quả đấy nếu mà thổi thần đất mà thần đất phản mà chết luôn 5 con phượng là tơn sau cầm tốc đấy. Bởi vì đấy, con gió đi nhanh nhất mà. Thì đấy bảo là nếu có lẽ là phải nên đập thần đất thì ngon hơn hậu. Không, hậu với thần gió nó cùng tốc nhau. Vấn đề là con cuối nhưng cùng là con xỉa. Con cuối cùng bên là con xỉa. Không, bên tức là nhá. Bên này công không phải là vấn đề, nhưng mà tức là con đi cuối cùng con xỉa thì nếu quay về đầu tân sau hai con cùng tốc với nhau thì bên đối phương lại được tiếp tục đi cơ. À, ý là nếu mà con phượng chết ý. Ừ, mấy con phượng chết là tân sau là con hậu đi trước con thần gió. Bởi vì bên kia đâu, con lùn là tốc 5, bên này con xỉa tốc 4. Con xỉa sẽ đi cuối cùng thì sẽ đảo tân về bên phía tung đi chứ. Không, bên tấn công lúc nào cũng phải đi trước chứ, có nghĩa là đầu tân 7 ý. Nếu con phượng chết thì đầu tân 7 là bên nên đi đi trước ý. Nếu cùng tốc thì vẫn phải đảo tơn chứ. Không đảo. Không đảo á? Bản hóa đai không đảo á? Không đảo. Ồ. Có nghĩa là nó sẽ tính là nếu mà cùng tốc thì tấn công luôn luôn đi trước. Nhưng nếu cả hai cùng quét thì cái đứa đi cuối cùng lại là bên thủ. Đúng rồi. Đấy. Thì nó sẽ là đi sau khi quét. Còn bên tấn công thì lúc nào cũng là đi trước. Lại dispel. Đúng rồi. Hypnotis thì thật ra lại cũng không có nhiều giá trị. Và sắp tới thì một quả trên vào mặt thôi. Gần yếu nhưng mà không chết ngay được, là không chết ngay được, có lẽ lên huyết
Bên này vẫn phải gọi thần gió ra, đợi hai con ra chạy vào thành xong gửi việc trên hai con là xong. Bây giờ thần đất đây thì hơi nguy hiểm khi mà hai cọc thần gió đấm mà cũng khá là đau. Đấy. Rồi trên chắc đã không chết được con thần gió ngay. Liệu cố đập trên phượng bây giờ thần đất lại có thể dùng ở trên thôi, trên thôi, trên là đẹp, đánh con dưới và cho thần đất đánh con trên. Bây giờ hai con cùng đánh yếu tuân xong một dưới. Trên là đi đánh con đánh dưới, hết con dưới thần đất trên đánh là con đi. Trên khỏe hơn, thần đất nhân đôi đam khi đánh thần gió mà không phải, mà chỉ đơn giản là đánh hết vào con dưới tuân sau đầu tuân trên trên là sao đấy. Thế là xong, thế là xong rồi, bây giờ là xong rồi. My fan. My fan. Ok, như vậy là trận đấu đã kết thúc rồi. Chiến thắng 2-0 ở trận đấu đầu tiên của vòng loại từ Bo 3. Cùng đã giành chiến thắng trước Handy với tỷ số 2-0. Như vậy với kết quả này thì Handy sẽ gặp lại Naminco ở nhánh dưới. Đây có thể là một đối thủ rất khó nhằn đối với Naminco. Như vậy là trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ hai, vòng loại Dota 3 đã kết thúc rồi. Tùng đã thắng Handy với tỷ số 2-0.